Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 24 tháng 10 năm Tân Sửu. Sáng hôm nay Giác Nhàn chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về trì giới niệm Phật và pháp ngữ thi kệ lời vàng tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, còn khoảng 3 tuần lễ nữa là đến ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Mấy năm trước thì tổ chức rất là lớn vì không có dịch bệnh đó. Năm nay vì dịch bệnh cho nên không có vân tập quý Phật tử ở các tỉnh cũng như ngoài huyện để về làm lễ vía Đức Phật A Di Đà. Chỉ có phóng sanh 9 giờ rưỡi sáng vào ngày 17. Vía Đức Phật A Di Đà đó thì 9 rưỡi sáng có làm lễ phóng sanh. Sau đó rồi 10 giờ vào cúng trai tăng có quý Phật tử ở Hà Nội. Một số quý Phật tử nó phát tâm cúng dường trai phạn, trai tăng. Thì vào những ngày lễ vía Đức Phật Di Đà hàng năm thì quý Phật tử ở các nơi cũng có phát tâm để cúng dường phóng sanh, in kinh để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, cũng như là mình kết duyên với Đức Tự Phụ A Di Đà Phật để lúc lâm chung Ngài tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái việc thông báo với quý Phật tử để biết là mình không có tổ chức tụ tập đông người ở trên chùa được vì dịch bệnh đó. Cho nên thành ra mình không có tổ chức lớn, chỉ có tổ chức nội bộ thôi. Thưa quý vị, hôm nay có gia đình cô Nguyễn Thị Oanh và gia đình chú Mai Văn Tấn, pháp danh Phúc Tài, phát tâm cúng dường tịnh tài để phóng sanh in kinh và trai phạn ở trên chùa cũng như ở dưới khu chiên tu. Trên chùa sáng hôm nay quý thầy cũng thiết lập đàn tràng trai phạn để cúng dường ở trên đó. Và dưới này cũng có chuẩn bị thức ăn để cúng dường và đồ phóng sanh. Thì cụ bà mẹ của cô Quảng Hoàng, cụ bà Lương Thị Quỳ, pháp danh Diệu Âm Liên Hương, cụ cũng khá thọ. Bao nhiêu cái công đức này hồi hướng cho cụ bà, cũng như là cụ ông Nguyễn Văn Dương và cụ bà Nguyễn Thị Toe, pháp danh Liên Phương, hưởng thọ 82 tuổi. Thừa tư công đức này mà sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, cũng như tất cả các vị đã và đang và sẽ chết vì dịch bệnh Corona Covid, nương nhờ cái công đức in kinh, in tượng Phật, phóng sanh, cúng dường trai phạn hôm nay mà sớm siêu thoát về vài cảnh giới an lành. Thưa quý vị, giờ chúng tôi sẽ nói một chút xíu về cái công đức cúng dường trai phạn, trai tăng, in kinh, phóng sanh. Thì khi gia đình của mình mà tích thiện thì cái điều mà Tổ sư Ấn Quang hay làm, mà Ngài hay nói đó là nhà tích việc thiện thì điều vui có thừa, nhà tích điều ác thì tai ương có thừa. Cái câu này rất là thâm thúy, rất là sâu. Nếu mà mình phát tâm, mình cúng dường trai phạn, in kinh, phóng sanh, cũng như hai gia đình hôm nay đó, thì trên cái mặt hiện tượng mình thấy bỏ tiền ra là hết, đúng không? Hết. Nhưng mà bên trong thầm kín, sâu sắc bên trong đó, thì nó có một cái công đức, nó giống như là gió, là một nội năng lượng mình không có thấy, nhưng mà nó có sự phản hồi lại rất là vi diệu. Ví dụ như mình cúng dường trai phạn, trai tăng, phóng sanh, in kinh đó, thì nó có một cái công đức phước báu phản hồi. Đó là thứ nhất là tuổi thọ của mình được kéo dài. Cái điều này cần không? Rất cần.
Nếu mà mình giàu có của cải vật chất châu báu ngọc ngà làm vua chúa, nhưng mà mình chết yểu mới có ba mấy bốn chục tuổi mình chết, thì mình có hưởng được cái gì không? Không. Một số những người không quan tâm về cái tuổi thọ, không quan tâm đến thọ mạng của mình, một số người không quan tâm đến. Khi bệnh hoạn hoặc giả tuổi thọ gần hết, chuẩn bị chết rồi, lúc này họ mới cuống cuồng lên và họ mong cho sống được một vài năm nữa. Có người một vài ngày cũng không được, có những người vài tiếng cũng không được nữa, thọ mạng hết. Lúc đó nếu mà mình làm đó thì nó có cái phước báu thọ mạng của đời sau thôi, chứ đời này không kịp. Cho nên ngay bây giờ mình phải làm. Làm cái gì? Phóng sanh, thọ mạng kéo dài. Kiên giết, ăn chay, thọ mạng kéo dài. In kinh, in tượng Phật, làm mấy thuyết pháp, giúp đỡ những người nghèo. Chắc chắn đây là những phước báu giúp cho thọ mạng mình kéo dài. Chúng tôi tin điều này. Vì cái thọ mạng của giác nhàn chỉ có 35 tuổi thôi. Những người mà họ xem tử vi á, họ biết được những cái số mạng của mình và cái thời hạn của thọ mạng mình là bao. Họ biết. Họ tính ra những con số trong tử vi á, điều này có. Họ thường tình không, ngài nói ngài cũng 35 tuổi à. Nhưng mà bản thân của chúng ta là nghiệp lực phàm phu, cho nên mình không biết mình là còn bao nhiêu nữa hết. Nếu mà mình chứng đắc tha tông thông thì mình biết là đời trước mình 500 đời trước, vô lượng đời trước và vô lượng đời sau. Nhưng mà mình chưa chứng đắc cái gì hết, cho nên bây giờ mình sống mình vẫn không biết thọ mạng mình là bao. Thì bây giờ mình không biết thì mình phải tích lũy, đúng không? Nhưng một số người họ không tin nổi cái công đức này để hết tích lũy. Chúng tôi thì tin cái công đức này. Công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức in tượng Phật, công đức ăn chay. Chắc chắn là thọ mạng sẽ kéo dài. Như hôm nay gia đình của cô Quảng Hoàng với chú Phúc Tài với một số quý Phật tử phát tâm phóng sanh in kinh đi. Nếu mà mình không hiểu điều này thì nó vẫn có, nhưng mình hiểu thì nó lại khác hơn nhiều lắm. Tức là thông lý, mình làm sự mà mình được thông được cái lý để mà mình càng có niềm tin hơn. Hôm qua có cô Linh của ở Sài Gòn, cả gia đình của ở bên Cali hết. Lúc trước chúng tôi tổ chức pháp hội qua đó giảng, thì gia đình của cô Linh này có chụp hình với chúng tôi. Và khi cô gửi 200 đô để cúng hồi hôm qua đó, thì chúng tôi gửi cái đĩa phóng sanh chủ nhật vừa rồi đây nè, gửi cho cô, thì cô nghe hết cái đĩa, cô nói tuyệt quá. Hồi trước giờ chưa khi nào nghe ai giảng cái phóng sanh, rồi đi phóng sanh với các chùa là chỉ đến làm lễ cái thả thôi, chứ không có nghe giảng. Mà sau khi thầy giảng rồi, thầy Nhuận Minh đọc những lời khai thị của Ấn Tổ nữa, con nghe sao nó tuyệt quá. Nghe vô là thích làm liền. Và thấy cái ý nghĩa của cái việc làm liền. Cô nói là sau khi mà vừa gửi tiền để làm lễ phóng sanh là ngày hôm nay nè, hỗ trợ vô để mà phụ phóng sanh cúng dường trai phạn đó, thì nghe một buổi giảng là trong lòng cô hoan hỷ liền. Cô nói quá tuyệt, quá hay. Nếu mà ai cũng đề xướng điều này được thì chúng sanh thọ mạng sẽ kéo dài lắm. Vì vậy cho nên cái điều tiên quyết là phải cần thọ mạng kéo dài. Mà thọ mạng kéo dài của cái người phóng sanh in kinh làm phúc á, người này ít bệnh hoạn. Chứ mà thọ mạng kéo dài mà bệnh hoạn nằm rề rề đó thì có lợi ích gì không? Không. Như vậy là cái người mà thọ mạng kéo dài họ để làm cái gì? Để họ tích lũy thêm cái phước báu, thêm cái thiện căn để họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái phẩm vị họ được thăng hoa cao hơn. Cần không? Rất cần. Có nhiều người họ cần tiền thôi, họ cần đất đai nhà cửa thôi, họ cần nổi tiếng thôi, họ cần danh vọng thôi, chứ họ không cần thọ mạng. Bởi vì không thấy giờ thọ mạng là giá trị, là quý báu, cho nên họ không có cần. Thực sự họ rất cần, họ đang sống với thọ mạng đó. Và thọ mạng hết cái là họ phải chết liền đó. Nhưng mà họ không biết cái điều này. Không biết, cho nên có nên để mà tích lũy không? Quý vị coi cuộc sống coi. Nếu mình không thấy cái gì quý thì mình không thể nào tích lũy cái việc đó. Mình thấy tiền quý cho nên mình tích lũy tiền, đúng không? Mình thấy khi bệnh, mình thấy là mạnh khỏe là quý, cho nên mình muốn làm sao cho hết bệnh, đúng không? Rồi các vị hôm nay tin tưởng vì cái việc mà cha mẹ mình mất, mình đem công đức mình hồi hướng cho cha mẹ mình siêu thoát, cho nên mình bỏ tiền ra mình làm việc này, đúng không? Cả công việc trong thế gian, thấy cái gì quý mình mới làm. Mà sở dĩ chúng sanh không nhận được cái gì là chân giá trị của cuộc sống,
những cái gì là quý giá trong cuộc sống, cho nên thành ra họ không biết đường họ làm. Hôm nay quý vị ngồi đây thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc an vui vô cùng, biết rằng thọ mạng là quan trọng. Bây giờ mình phải đi tích lũy, cái gì cũng vậy thôi à. Quý vị mà hôm nay ngồi ở trong này với cái số lượng tuổi 20, 30, 50, 70, 80, cũng giống như là cụ Liên Hương này là 86 tuổi, thì chúng tôi dám chắc rằng đời trước họ có tích lũy thọ mạng, cho nên đời này họ mới có thời hạn sống dài như vậy. Chắc chắn là như vậy. Điều này chúng tôi nói chính xác 100%. Thứ nhất là thọ mạng kéo dài cần có nè, thấy không? Thứ hai là người bỏ tiền ra họ làm phúc báu này thì cái gì đem đến với họ nữa? Tiền của sẽ đem với họ. Bởi vì thay vì hôm nay tiền của này họ hưởng riêng cho bản thân họ, họ mua quần áo của cải gì đó họ hưởng cho bản thân họ hoặc là gia đình họ thôi. Nhưng hôm nay họ phát cái tầm rộng hơn một chút, đó là họ cúng dường cho đại chúng một bữa ăn. Họ cúng dường cho đại chúng trên chùa và cúng dường phóng sanh, thì cái tiền này trong mạng họ bắt đầu nó sẽ có, và họ làm cái việc gì nó cũng sẽ thành công. Đặc biệt chỗ này, nếu là một chén nước thì chỉ là một mà một mình uống được thôi, cho gia đình cũng không đủ một chén nước để uống, đúng không? Nếu mà một lu nước thì cả gia đình có thể uống được. Nếu một hồ nước thì bao nhiêu người uống? Nhiều người uống lắm. Nếu mà một biển cả luôn thì bao nhiêu người để dùng cái biển cả này? Tâm mình như cái biển cả thì tất cả chúng sanh được lợi ích với mình rất là lớn. Mình làm sao mình khai mở tâm lượng, tâm mình như biển cả được, thì người này phải gặp gần bậc thiện hữu tri thức. Đọc được Phật Pháp, hiểu tin được nhân quả, thì tâm lượng người này, gọi là tâm người này như biển cả, là tâm như đại hải, là biển cả lớn. Thì bao nhiêu cái nghiệp xấu ác của đời trước, khi nó đến với mình mà tâm mình rộng lượng như vậy đó, thì cái điều xấu ác này bị pha loãng đi. Cũng như một nắm muối mà bỏ vào ở trong một cái hồ nước lớn thì cái nắm muối này nó không thành vị mặn nữa, nó pha loãng mất à, đúng không? Nếu mà nó bỏ vào trong một cái lu nước á thì nó hơi mặn một chút. Lu nước đối với cái tâm những người họ chỉ lợi ích cho gia đình họ thôi, chưa có lợi ích cho rộng rãi tất cả chúng sanh á, thì điều xấu ác đến họ vẫn có bị ảnh hưởng, nhưng mà nó đỡ hơn là cái người cái tâm ích kỷ như chén nước. Một ly nước nhỏ bé, nếu mà bỏ một nắm muối vô thì mặn uống không được. Đây là phẩm hạt muối trong kinh Nikaya, Đức Phật có dạy. Này tất cả các tỳ kheo, nếu mà tâm các vị giống như một tách nước nhỏ, giống như một ly nước nhỏ, thì tất cả những điều xấu ác từ vô lượng kiếp đến bây giờ mình tạo mà mình không biết, nó đến với quý vị là quý vị lãnh đủ nặng thành nặng hơn. Đạo lý này rất sâu. Mà nếu tâm quý vị như cái lu nước á, thì cái điều ác nó đến nó cũng pha loãng. Bởi vì cái tâm mình như lu nước là mình biết bố thí cúng dường giúp đỡ gia đình, hàng xóm xung quanh. Tâm mình rộng lượng đó thì những cái điều xấu ác nó đến với mình thì nó bị pha loãng ra. Dĩ nhiên còn mặn, nhưng mà nó loãng hơn là một cái tách nước, một cái ly nước. Dĩ nhiên là điều ác nó đến với mình đó, nhưng mà nó nhẹ hơn, nặng nó thành nhẹ hơn một chút. Bởi vì do cái tâm mình rộng lượng cho nên nó pha loãng cái điều ác đó đi. Cái tâm mình nó thiện cho nên điều ác đó nó pha loãng đi. Còn nếu tâm mình như một cái hồ nước, như một biển cả, thì điều xấu ác đến không là gì hết. Không là gì hết. Đây là một cái đạo lý mà Đức Phật dạy rất thâm sâu, mà ai cũng hiểu điều này, nhưng mà làm là cái việc khó. Làm là việc khó chứ không phải dễ. Đó. Như vậy hôm nay mình biết rằng cúng dường trai tăng, thọ mạng có nè, rồi trong mạng mình có tài nè, rồi thêm nữa là hôm nay mình phát tâm cúng dường trai tăng thì cái phước đức và thiện căn của mình tăng trưởng. Mình vô trong cái đạo tràng hôm nay mình cúng dường trai tăng là tạo một cái phước báu. Rồi mình nghe được Phật Pháp hôm nay chúng tôi giảng, mình về mình dụng công mình hành trì. Chứ nếu hôm nay không cúng dường thì không có cái duyên để mà ngồi đây nghe Pháp, thì thiện căn phước đức của mình nó không có được sâu dày giống như hôm nay mình tạo một cái duyên như vậy. Và cái cuối cùng của cái người phát tâm cúng dường trai tăng đó gọi là thiện chung. Tức là họ chết nhờ cái phước này. Một là họ sanh thiên. Hai, nếu họ trở lại làm người, họ sanh trong dòng tộc quý phái, có một cái phước báu làm vua trời người.
Hoặc giả là nếu mà lúc lâm chung mà cái phước báu này họ tích lũy thường xuyên, mà họ thành tâm họ niệm Phật một niệm đến 10 niệm á, thì lúc lâm chung họ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để liễu sanh thoát tử. Rất cần cái phước báu, như con chim có hai cánh, một cánh bên này là phước báu tích lũy bố thí cúng dường trai tăng in kinh phóng sanh hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính sư trưởng lòng từ không giết làm 10 điều thiện. Phước báu giống như là một cái cánh của con chim, bên này là một cái cánh thứ hai, đó là thiện căn. Khi con người có thiện căn rồi, họ gặp những điều lành, họ nghe những điều Phật pháp này, họ tin, họ tin và họ làm được. Còn người không có thiện căn, họ nghe tai này lọt qua tai kia coi như không gì quan trọng, không có dính líu gì họ hết trơn, thì người này thiện căn kém lắm. Cái lúc lâm chung họ đọa lạc là có phần, họ theo những cảnh giới xấu ác làm súc sanh địa ngục ngạ quỷ thì có phần. Còn để làm người lại, để đầy đủ phước báu sanh ở nơi dòng tộc quý phái mà gia đình có đạo đức thì họ không có phần. Bởi vì không có thiện căn, không có phước đức, đời này họ hưởng sạch hết trơn rồi. Như vậy là hôm nay mình thấy là cái phước báu để cúng dường trai tăng cần không? In kinh cần không? Phóng sanh cần không? Cái này trợ hạnh rất cần. Hồi sáng mới ngồi ăn cơm, nghe cái ông đó, ông viết thư đến ông hỏi tổ sư Ấn Quang. Cái chỗ này lắng nghe đặc biệt. Cái người mà tu giải thoát á, chỉ còn thâm nhập một môn, ví dụ họ niệm Phật là họ chỉ biết niệm Phật thôi, thì người này vãng sanh Tây Phương. Bởi vì trong kinh nói là một niệm đến 10 niệm lúc lâm chung thì sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không cần tu thêm cái gì khác. Ấn Tổ nói nè, tôi nói với ông, nếu mà thâm nhập một môn á, chỉ có các hàng đại Bồ Tát, các ngài đó đủ thiện căn phước đức nhân duyên hết rồi, các ngài xuống đây là biểu pháp. Thâm nhập một môn các ngài có sự thành tựu, hoặc giả là những vị bế quan nhập thất thì chỉ có một câu Phật hiệu với một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh A Di Đà cũng được, bởi vì họ đã tích lũy phước báu đủ rồi. Còn riêng đối với bọn phàm phu chúng ta đó thì cần phải có những cái trợ hạnh, cũng như trời phải có lúc mưa lúc nắng. Người ăn cơm là phải có thức ăn thêm kèm theo, cũng không có gì trở ngại. Ăn cơm trắng suông cũng no, nhưng mà có thức ăn kèm thêm thì cũng được, không có gì trở ngại. Con người mình phải cần cái áo mũ để trang hoàng. Chứ nếu bận áo không, không bận quần được không? Bận quần không, bận áo được không? Đội mũ không, bận quần, bận áo được không? Không được. Phải có đầy đủ quần áo để trang hoàng. Cái đó là cái con người của mình trong cõi này phải cần sống như vậy đó. Và cái pháp môn tu nó cũng như thế. Nếu mà không có những pháp trợ hạnh mà chỉ có một pháp môn niệm Phật không á, thì con người này rất dễ chán. Mà khi chán là sẽ bỏ. Cho nên cần phải thêm trì chú, niệm Quan Âm, phóng sanh, in kinh, làm lành, cúng trai tăng. Đó là những cái trợ hạnh giúp cho cái chánh hạnh. Ông kia ông nghe cái ông thông hiểu liền. Đó. Vì vậy cho nên thành ra mình phải cần chánh trợ đồng hành thì mình mới có thành tựu được cái chí nguyện để bản sanh. Đó là chúng tôi chỉ nói sơ qua về cái việc mà phát tâm cúng dường trai tăng. Nói đến đây thì chúng tôi nhớ đến thân phụ của chúng tôi là cụ ông Thiện Chánh. Cái lúc ông cụ bị bệnh suy tỷ, ung thư máu, mà chúng tôi thỉnh cụ qua bên tỉnh Thất Quan Âm. Lúc trước đó chúng tôi với ông cụ không à. Mà mỗi lần đưa lên bệnh viện truyền máu cũng mười mấy lần, xong cuối cùng là bán cái nhà bên Ban Mê Thuộc là phát tâm cúng dường trai tăng. Lúc đó Hòa Thượng Minh Chiếu còn làm trưởng ban trị sự huyện thỉnh ngài lên với chư tăng. Khi cúng dường trai tăng xong, cái là nhờ cái phước báu cúng dường trai tăng đó mà ông cụ lại là một cái tác nhân rất lớn để cho ông cụ hết bệnh suy tỷ, sống được 9 năm. Cái điều này là chúng tôi nhớ rất kỹ. Và lúc đó cúng dường trai tăng trên một cái tịnh thất đó rất là đơn giản, đơn sơ lắm. Thỉnh chư tăng về mà thực sự là cung kính, chén nhang quỳ tắc bạch, có ông cụ quỳ bên cạnh. Cho nên thành ra cái công đức cúng dường trai tăng là nó sẽ chuyển những cái nghiệp xấu ác nặng thành nhẹ mà. Rồi cộng thêm ông phóng sanh, rồi ông niệm Phật. Từ từ cái bắt đầu nó thay đổi được cái nghiệp báo, nó chuyển hóa được cái nghiệp báo, cho nên ông cụ mới sống thêm được 9 năm. Thì đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói đến cái việc cúng dường trai tăng. Hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề đó là Tổ sư Ấn Quang khai thị tam căn phổ bị phàm thánh đồng vãng sanh. Tam căn phổ bị phàm thánh đồng vãng sanh. Lắng nghe chỗ này rất quan trọng. Trước giờ chưa nghe chỗ này đúng không? Tam căn là bậc thượng thượng căn, trung căn và hạ căn.
phàm thánh tam căn đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bậc thượng thượng căn đẳng giác Bồ Tát, đăng địa Bồ Tát. Như các vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền điều nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hiện tại đang ở bên Tây Phương Cực Lạc, mà các ngài ở phẩm vị nào? Thường tịch quan tịnh độ, thượng thượng phẩm vãng sanh. Do các ngài đã đoạn được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đoạn được tư hoặc, tham sân si mạn nghi, đoạn được trần sa hoặc, và đoạn sạch hết vô minh hoặc, cho nên các vị Đại Bồ Tát này sanh về thường tịch quan tịnh độ. Kinh khủng chưa? Có nhiều người người ta chơi pháp môn tịnh độ là dành cho bà già con nít, những pháp môn nương vào tha lực hèn kém. Thế mà các vị Đại Bồ Tát là thượng thượng căn, gọi là thánh, mà vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đức Quan Âm Bồ Tát hiện tại bây giờ đang ở bên Tây Phương Cực Lạc, qua lại hai cõi thường tịch và thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ, trong văn sao Ấn Tổ nói. Và Bồ Tát Quan Âm trên đầu của ngài, ngay trước trán là có cái hình của Đức Phật A Di Đà. Cái biểu trưng này rất sâu. Nghĩa là gì? Lúc nào và nơi nào và Bồ Tát Quan Âm ứng hiện để mà hiện Phật thân thuyết pháp, hiện thanh văn duyên giác, cho đến chấp kim cang thần là cái thân thấp nhất á, cũng luôn luôn nhớ đến Đức Phật A Di Đà. Bởi vì để Đức Phật A Di Đà trên trán đó là ý muốn nói là lúc nào cũng nghĩ tưởng đến Đức Phật A Di Đà. Mà khi nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà, nhớ Đức Phật A Di Đà, niệm Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà gia trì gia hộ cho người đó. Bồ Tát Quan Âm mà còn phải lúc nào cũng phải nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, huống chi là bọn phàm phu chúng ta nghiệp chướng sâu dày. Vì sao mình không nghĩ được? Do nghiệp chướng sâu dày, thói quen của mình là nghĩ những chuyện vọng tưởng, những chuyện mà gọi rằng là lợi mình hại người, những chuyện nhỏ nhặt, không có đáng mà mình cứ suy nghĩ như vậy. Vậy mà Bồ Tát Quan Âm luôn luôn đi tất cả các quốc độ nào đó và hiện Phật thân thuyết pháp. Ngài là cổ Phật cho nên Ngài hiện Phật thân thuyết pháp. Vì Ngài hiện Phật thân thuyết pháp và hiện đến thanh văn duyên giác, hiện tỳ kheo ni, cư sĩ nam, rồng trời, quỷ thần, Ngài hiện tất cả các thân, đến nỗi là thuyền bè rồi nhà cửa Ngài hiện hết luôn. Kinh khủng cái thần thông của Ngài. Không những hiện tất cả các thân mà hiện lại là thuyền bè luôn. Người đó người ta té tình trên vực xuống, cái là Ngài hiện ứng thành một cái cây, người đó xe cái chỗ đó người ta có cái cây cho nên người ta vướng trên cái cây, nó không rớt xuống vực thao sâu được. Kinh khủng như vậy. Như vậy là bậc thượng thượng căn là bậc đẳng giác Bồ Tát mà còn nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì bọn phàm phu chúng ta có nên nguyện không? Nếu nghe điều này mà không nguyện vãng sanh thì thiệt là chúng ta không có một chút thiện căn nào. Rồi bậc trung căn như các hàng Tổ, Mã Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì, Thiện Đạo, thì các vị tổ này khi mà vãng sanh á, thì về cảnh giới nào? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà phương tiện hoặc là thật báo, hai cõi này. Nếu mà đoạn được kiến tư hoặc á, thì về phương tiện. Mà đoạn trần sa hoặc mà làm nhẹ vô minh hoặc nữa là về thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ, hai cõi này. Các vị trung căn, các vị tổ thì qua lại hai cõi phương tiện và thật báo. Còn bọn phàm phu chúng ta đó, tuy rằng chưa đoạn được tham sân si. Nhiều người nói tôi có tham sân si đâu. Mà mình mà nói họ tham sân si là họ dậy nảy lên. Họ nói tôi làm gì có tham sân si. Mà trong khi đó là hết sạch tham sân si là các bậc A-la-hán, các bậc thánh. Mình là còn đầy bụng dạ trong đó mà mình không biết đâu à. Phải nghiệp chướng ngăn che. Nghiệp chướng ngăn che. Và đối với phàm phu chúng ta thì có thể mang nghiệp cũ vãng sanh. Hôm trước trong thì kệ tốt yếu Ấn Tổ Ngài nói rất nhiều đoạn nói về mang nghiệp cũ vãng sanh. Tức là còn tham sân si, nhưng mà tham sân si mạn nghi nó không có lừng lẫy, nó không có chiếm ưu thế. Mà người này họ niệm Phật, cái tâm hướng thượng và cái tâm nguyện vãng sanh chiếm ưu thế.
và thường xuyên họ niệm Phật và họ thích những điều lành, điều thiện, họ làm những cái chuyện phước báu, họ tích tập, thì cái thiện căn của họ và cái phước báu của họ nó chiếm ưu thế, nhưng mà nghiệp vẫn còn, nhưng mà với điều kiện là mang nghiệp cũ nghe. Mang nghiệp cũ tức là những cái nghiệp cũ quá khứ họ đã tạo, thí dụ sát, trộm, dâm, dối, làm những điều xấu ác. Nhưng mà đến bây giờ họ không làm nữa, họ không tạo nghiệp mới nữa. Mà nếu mà họ mà tạo nghiệp mới á, mà cái nghiệp mới nó chiếm ưu thế, thì lúc lâm chung họ không được vãng sanh. Cho nên nói là mang nghiệp cũ vãng sanh. Mà khi mà họ mang nghiệp cũ vãng sanh, mà họ về tới Tây Phương Cực Lạc, mà hoa nở, mà họ thấy Phật á, họ ngộ vô sanh á, thì cái nghiệp này nó gần như là biến mất, gọi là không có nghiệp để được nữa. Bắt đầu họ vào cái cảnh phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh. Cái người đối nghiệp như bọn phàm phu chúng ta đó, mà về tới bên đó thì nó có khác hơn. Cái phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc nó khác hơn phàm thánh đồng cư độ ở cõi Ta Bà. Phàm thánh đồng cư độ ở Ta Bà nó có cái gì khác hơn chỗ nào? Là người có sanh ra mà sanh trong thai bào, có người sanh ra trong noãn là bằng trứng, đó là loài xuất sanh, sanh ra noãn sanh. Còn mình sanh là trong thai sanh. Rồi bọn phàm phu của mình là còn sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè, khổ khổ, hội khổ, hành khổ nè. Rồi cái tâm của phàm phu mình là nó cứ sanh cõi trời, sanh Atula, sanh cõi người, xuống địa ngục ngạ quỷ. Mà thường con người mình xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh thì nhiều, làm lại người và sanh lên cõi trời thì rất là ít đó. Nó thay đổi liền như vậy. Thì cõi này là cái cõi nó phàm thánh đồng cư độ của phàm phu, cho nên nó như vậy đó. Còn phàm thánh đồng cư độ bên Tây Phương Cực Lạc là không còn sanh già bệnh chết nữa, sanh trong hoa sen, không còn thối chuyển nữa. Mà khi sanh ra là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi. Và được ngũ thông luôn, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tông, túc mạng, thần túc. Nhưng mà lậu tận thân chưa có được, là bởi vì chưa sạch hết tất cả trần sa và vô minh hoạt. Hiểu chỗ này không? Như vậy con người mình để mà đới nghiệp vãng sanh á, dễ hơn là mình cho nó tiêu nghiệp sạch tình không. Nghiệp sạch tình không nghĩa là không còn tham sân si mạn nghi, kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc sạch hết để mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải trải ba đại A Tăng kỳ kiếp lâu lắm. Nghiệp sạch tình không để thành Phật lâu lắm. Còn mình là chỉ có gì? Mình chỉ có mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc thì dễ hơn. Mình gọi là phục được nghiệp chứ không cần đoạn. Người vãng sanh không cần đoạn sạch hết. Nếu mà đoạn được thì tuyệt quá. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta mà đoạn sạch hết giống như A-la-hán ở trong đời này, để chứng A-la-hán thì khó, không làm nổi. Đối nghiệp thì mang nghiệp về thì có thể được. Đó là cái việc mà hôm nay muốn nói đến. Tam căn phổ bị, phàm thánh Bồ Tát điều đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái pháp môn tịnh độ nói cao thì thiệt là cao, đó là các hàng Bồ Tát cũng vãng sanh. Nói thấp thiệt là thấp, các hàng mà ở địa ngục ngạ quỷ xuất sanh như phàm phu chúng ta đó ngăn, mà vẫn vãng sanh được. Cho nên pháp môn này là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu là như vậy. Cao cũng thiệt là cao. Mà có nhiều người ta chưa hiểu, người ta nói thiền mới cao chứ tịnh độ là thấp. Không phải đâu. Tịnh độ sao mà là thấp được? Nếu mà thấp thì pháp môn tịnh độ đâu dành cho các hàng đại Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, đúng không? Nhưng Ngài triệt ngộ thiền sư, mà Ngài đã triệt ngộ rồi đó, mà Ngài cũng thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật để vãng sanh Tây Phương, thì làm sao gọi là thấp? Thì mình hiểu được cái điều này rồi, mình gì, mình đang tu pháp môn tịnh độ thì mình yên tâm vô cùng. Pháp môn này là pháp môn coi như là vi trần sát Phật để thành Phật, kinh khủng như vậy. Cho nên thành ra nếu ai chịu làm kẻ ngu phu ngu phụ, chân thật già dặn niệm Phật, thì thực sự liễu sanh thoát tử, đời này an vui kéo dài thọ mạng. Có duyên tưởng Phật, có duyên niệm Phật, có duyên lạy Phật, sống dài vô cùng. Trong cái công đức danh hiệu Phật, cái công đức ở trong danh hiệu Quan Âm và trong thần chú Đại Bi, có một cái công đức là kéo dài thọ mạng. Và có một cái công đức đó là phước báu từ nơi cái danh hiệu Phật nó sanh ra. Người này không có làm bao nhiêu hết trơn vậy đó, họ không cực nhọc, vậy mà họ vẫn có tiền để họ sống. Thấy mấy anh em huynh đệ trong này không? Hiện tại bây giờ chúng tôi ra quy định là giữ giới, thêm giới thứ 10 đó là không giữ tiền, đúng không? Giới thứ 9 là không ăn chiều, đúng không? Hôm bữa là giữ giới thứ 9 là nghiêm ngặt rồi đó. Hôm nay giữ thêm giới thứ 10 là không giữ tiền. Nhưng mà có thiếu tiền không? Không.
các thầy bệnh, ví dụ như thầy Long bệnh mổ ruột thừa hay là bị một cái bệnh gì đó, bệnh tim, nhồi máu cơ tim, tốn 100-200 triệu, đến khi 1-2 tỷ, vậy chứ mà cũng có Phật gia hộ, có tiền trả, bảo đảm, yên tâm, không giữ đồng nào hết mà là có tiền. Bởi vì trong mạng họ có, cho nên họ sanh vào, họ đến một cái nơi đó, một cái tổ chức đó, trong một cái gia đình đó, cho nên thành ra họ yên tâm vô cùng. Họ không có làm gì hết, không có cày cấy khổ cực. Vậy mà ngày 3 bữa, bữa nay 2 bữa nè, ngày sáng với trưa đủ ăn no, không phải khổ cực. Người này đang có phước báo. Cái người mà họ cày sâu cuốc bẩm, họ làm để mà có miếng cơm manh áo, hoặc giả họ giàu kích xù đi nữa, thì người này cũng chưa phải là có phước báu, bởi vì họ phải gian nan khổ cực quá. Còn cái người mà có phước báu, họ vô nhà dưỡng lão. Hôm nay chúng tôi đang xây cái nhà dưỡng lão gọi là đạo tràng niệm Phật á. Họ đến đó họ không có làm gì, họ niệm Phật mà có người cúng cho họ ăn, thì cái phước báu người này đặc biệt. Nếu mà họ không niệm Phật được thì không bao giờ họ ở trong môi trường đó được. Họ phải về nhà, họ lam lũ hổ khổ cực, họ được miếng ăn thì con cái phải nói lên đầu lên cổ họ, nói sóc óc họ, họ phải khổ cực, họ mới có được miếng ăn, họ mới có được cuộc sống. Thì người này phước bạc phước, phước đăng kém. Vậy mà họ niệm Phật một thời gian thay đổi cảnh giới. Ồ, đặc biệt, thay đổi cảnh giới, tự nhiên nó thay đổi cảnh giới. Là họ đến một cái khu đó, họ đến một cái nơi đó, và họ sẽ được những người lo lắng cho họ. Thì người con của Đức Phật A-di-đà gọi là con của Phú Trưởng Giả. Giàu nhất. Con của Phú Trưởng Giả thì sao lại không giàu? Nghĩa là mình thừa nhận và mình chấp nhận được cái công đức của Đức Phật A-di-đà. Đó là niệm được danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Họ chân thật mà họ niệm. Những cái ý niệm gọi là tham sân si buồn giận đó, họ vứt ra ngoài đông dương biển cả. Họ không cần nhận cái đó là mình nữa, mà họ nhận cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó là họ. Họ niệm cho lâu ngày chày tháng thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật nhất như, và lúc lâm chung tâm họ cảm với Phật, Phật hiện, Phật rước họ về cực lạc, rước cái tâm họ về cực lạc. Còn cái xác phàm là đem đi thiêu chôn đi. Còn kẻ phàm phu mình là khoái cái xác phàm này lắm. Ai đụng đến mình ăn thiếu một cái, ngủ thiếu một cái là coi như là nó là mình là mày á. Cái đó là hạng phàm phu, đừng sống với nó nữa. Vậy mà thói quen vẫn cứ sống với nó, thì vẫn là làm kẻ phàm phu tục tử đời này cho mãi mãi về sau. Và càng một đời không bằng một đời. Đời này làm người phàm phu, đời sau làm súc sanh mất. Đời sau làm ngạ quỷ, đời sau vô địa ngục. Mà vô tam đồ thì dễ, mà ra là khó nha quý vị. Ra là khó. Nãy giờ nghe thấm đúng không? Ai nói cho mình nghe những điều này? Văn sao nói cho mình nghe. Chúng tôi hôm nay trùng tiên lại, không lừa bịp mình đâu. Đừng suy nghĩ, nỗ lực mà làm đi, đừng có suy nghĩ nữa. Hôm nay ăn mặn phải không? Quyết định ăn chay. Vì ăn chay là thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn. Dầu cho khách khứa như thế nào đi nữa, dầu cho họ ép mình vô đường cùng đi nữa, giống như là Lục Tổ Huệ Năng gấp rau trong nồi thịt ăn, được không? Được, bởi vì mình ngộ ra rồi, mình thấy rồi, rõ rồi. Làm được không? Làm không được thì mình sẽ bị quả báo. Ăn thịt chúng sanh thì lúc lâm chung nó sẽ theo nó đòi. Một miếng phải trả một miếng. Coi chừng một miếng trả một cân, một lạng trả một cân. Coi chừng nhân quả nó nhân cấp đôi đấy, nhân cấp số đấy. Hôm nay chúng tôi thực sự nói cho những người thân trong gia đình, không lừa bịp họ, không hù dọa họ, không ghét dơ họ, mà coi họ như một con người thân. Biết người thân không? Người thân là người chồng, người vợ, rồi người anh em thân bằng quyến thuộc. Anh em thân bằng quyến thuộc mà thực sự là anh em thân bằng quyến thuộc thì mình có lừa lọc họ làm gì? Phải nói những cái điều chân thật để cho họ làm theo chứ. Phải có hữu ích chứ. Đúng không? Hôm nay chúng tôi nói qua cái phần giới đức. Nãy giờ đang nói là niệm danh hiệu Phật sanh ra công đức đó. Bây giờ đang nói đến cái việc là giữ giới sanh ra công đức. Người này không nói láo. Người này không sát sanh. Người này không trộm cắp. Người này không tà dâm. Người này không uống rượu. Năm giới cư sĩ họ giữ được. Nhìn cuộc sống họ thấy là thiếu thốn thiệt. Không bằng những người trộm cắp. Không bằng những người láo sược. Mà những người trộm cắp láo sược, những người mà họ làm những điều săn bậy mà họ được của cải á, thực sự những người này họ có tích lũy đời trước rồi. Chứ đời này họ đang hưởng âm. Âm rồi. Nhưng mà đời trước họ đang còn dư thừa lại họ hưởng rồi, thì không hết một đời này là họ hết sạch. Hết sạch rồi.
Bởi vì thay vì trong mạng họ có phước báu mà họ nói láo cái nó mất hết. Họ trộm cắp, họ lừa lọc nó mất hết. Họ sát sanh cái thọ mạng họ ngắn. Đúng không? Nhất là trong cái giới mà Tổ sư Ấn Quang ngài hay nói đến, cái giới mà mình đang xem tưởng chừng là thường, bình thường đúng không? Mà thực sự con người mình dễ bị phạm mà mình không biết. Cái câu mà của các vị tiền bối ngài nói, phu tử tòng tử, tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Khi một người con còn ở nhà gọi là tại gia đó, bắt đầu mới sanh ra cho đến lập gia đình. Khi chưa lập gia đình thì mình phải theo cha, theo mẹ gọi là tại gia tòng phụ. Cái câu này làm cho đúng đi thì thấy sẽ tốt này nghe. Tại gia tòng phụ. Khi mình ở nhà mình chưa lập gia đình á, còn đi học á, thì cha mẹ nói gì mình phải nghe. Và nhất cử nhất động là theo cha mẹ. Thì cái thời xưa họ dạy con cái là khi cha mẹ nói gì là con phải nghe, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Thì đến bây giờ làm sao? Bây giờ thay đổi lại hẳn, cái cuộc sống văn minh bây giờ nó mất đi cái nền tảng của đạo đức. Tại gia không tầm phụ nữa, ở nhà không theo cha mẹ nữa. Bắt đầu lớn lên 15, 17 tuổi, 18 tuổi chưa lập gia đình là bắt đầu theo trai. Ở bên nước ngoài thì thôi rồi. 18 tuổi là quyền thanh niên của họ được, là quyền quyền của một con người họ được rồi, cha mẹ không được nói động đến và không được đánh luôn á. Kinh khủng như vậy. Và lúc đó họ muốn gái theo trai, trai theo gái, họ đi ra ngoài họ sống thì cái quyền của họ luôn. Trên cái nền tảng đạo đức ở bên nước ngoài bị băng hoại rất lớn. Nước Việt Nam mình cũng bắt đầu băng hoại rồi. Thì bây giờ mình làm sao để giữ lại cái diện mối này, đem văn sao giáo dục gia đình, bắt đầu dạy cho gia đình của mình từ từ. Một thời gian bắt đầu gia đình của mình nó sẽ là một cái tổ ấm để mình sẽ tồn tại trong đó lâu dài. Cho nên thành ra cái là tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu. Mà khi mình xuất gia thì cha mẹ phải đặt đẻ chứ không phải là mình tự đi chọn. Đến bây giờ là gì? Con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Chứ không có cái vụ như hồi xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Trái hẳn với cái luân lý đối với cái thời thượng cổ, mà cái thời nhân bản đạo đức, cái lời thánh hiền dạy trái hẳn rồi. Cho nên con người bây giờ quý vị thấy không, họ sống không có thọ, và cái đạo đức của họ nó suy đồi lần lần là do không có áp dụng được lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Nhân nhàng mong làm sao các thầy trong này, các quý Phật tử ở trong này, mình là một người biểu pháp học lời dạy thánh hiền, lời dạy văn sao của tổ Phật Bồ Tát, đem cái thân giáo mình rồi từ từ để áp dụng, để cho những người bên cạnh mình được ảnh hưởng. Cái công đức này lớn lắm, còn hơn cúng dường bảy báu. Dạy cho người ta cái luân thường đạo lý, dạy cho người ta cái câu Phật hiệu người ta niệm, dạy cho người ta biết tin nhân quả, còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Mà muốn dạy cho người ta thì buộc mình phải là thân giáo, mình phải làm cho bằng được thì mình mới ảnh hưởng đến người khác được. Chứ còn mà khẩu giáo nói thôi mà mình không làm thì có sự tranh cãi với nhau. Thì Tổ sư ngài có nói đến cái chỗ này, mà thường nhiều người có hỏi rằng là khi chồng chết hoặc vợ chết rồi đó, già trẻ gì không biết, như vậy mình đi theo ai? Lắng nghe nè, phu tử tòng tử, chồng chết, vợ chết, mình phải đi theo con. Đặc biệt cái chỗ này nghe, có một cô bà cụ này tên là Huệ Ngọc, ở bên Oregon. Lúc trước bà cụ ở dưới miền Tây, khi có chồng rồi, chồng cái thời lính chiến ông bị chết, thì bà cụ này bà ở chung với các người con ở bên Việt Nam mãi đến qua tới Mỹ. Mà bà cụ đẹp lắm, đến già rồi mà tóc của bà bới lên mà nhìn thấy tóc bạc thôi mà nhìn thấy hảo tướng mà đẹp lắm. Lắng nghe chỗ này kỹ nè, cái người mà họ giữ tinh tiết, trinh tiết, họ giữ một vợ một chồng, khi chồng mất vợ mất họ vẫn sống như vậy đó, thì cái thân tướng của người này rất đẹp. Họ giữ được cái giới không tà dâm á, và Phật giữ cái giới này triệt để luôn, và Phật đạt đến tiêu chuẩn 100% là 10 điểm. Cho nên Phật hiện ra cái phước báu của người cái giữ cái giới này á, cho nên ngài được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.
người mà thường nghĩ đến cái chuyện mà dâm dục á, thì họ sẽ xấu xí lần lần cho đến làm lòi súc sanh luôn. Và họ không còn một cái hổ thẹn, cho nên họ làm lòi súc sanh, không mặc quần áo. Súc sanh có mặc quần áo không? Nó đi lơn tơn ngoài đường luôn. Là loại này nó không có còn một cái hổ thẹn nữa. Ghê chưa? Cho nên Ấn Tổ mới nói là dẫu cho vợ chồng cũng phải giữ như khách, quý như khách. Cái ông đó ông bị bệnh quá, Ấn Tổ nói là ông do chắc không giữ được cái chuyện ăn nằm vợ chồng cho nên ông bệnh. Bây giờ ông phải tiết giữ và coi vợ mình như em ruột đi. Kinh khủng không? Kinh khủng không? Nếu mà giữ được như vậy thì người này sẽ thọ mạng kéo dài đối với người nam, bởi vì người không tổn được, không tổn cái tinh lực. Chúng tôi đọc cái chỗ này quý vị nghe. Và Bồ Tát Phật, các vị thánh hiền, họ xem cái việc này là việc tồi bại, cái việc này là nhơ bẩn tự tâm, làm cho tâm mình vẩn đục, làm cho tâm mình tổn phước tổn thọ. Cho nên hãy nghĩ đến một cái là họ thấy giống như mình chuẩn bị rớt trong cái núi gươm rừng đao, chuẩn bị đọa địa ngục, chắc ngài không dám nghĩ. Cho nên thành ra công đức của các ngài bắt đầu nó vung trồng, và thân tướng các ngài bắt đầu đẹp ra. Còn nếu mình không nghĩ được cái điều mà lời Phật thánh hiền, mà mình cứ nghĩ những cái chuyện mà tà tư tà niệm tà dâm đó, thì thân mình bắt đầu xấu xí, thọ mạng bắt đầu yếu kém. Và thường những người mà sân hận thì chết đọa vào trùng độc rắn rít bò cạp, đúng không? Nhưng mà nếu mà người mà tâm dâm dục mà lúc lâm chung á, thì họ đọa vào những loài chim xe sẻ, chim bồ câu, hoặc là dê, những loài súc sanh. Hoặc nếu họ làm người á, thì họ làm gái làng chơi, an sương, làm gái để mà đi kiếm tiền, buộc họ phải vô cái nghiệp đó. Kinh không? Thấy kinh khủng không? Ai nói cho mình nghe điều này trong văn sao nói? Nếu không sợ điều này thì thực sự quý vị khó thoát lắm. Khó thoát. Già 70-80 tuổi kìa, ở bên nước ngoài, nước Việt Nam cũng có, phải cưới những cô gái trẻ. Bởi vì gì? Già nhưng mà cái dục nó không có già, nó không có hết. Niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, lắng dịu xuống. Và từ gia đình hạnh phúc, cũng từ nơi cái chuyện mà mình phải cử chuyện ăn nằm, có hạnh phúc cho coi. Hết sức thận trọng chuyện này, nghe Ấn Tổ khai thị. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hễ bộp chột động đến ắt phải tán thân bắt mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả thân vào, dẫu chết chẳng hối thì có lẽ chỉ là nữ sắc mà thôi. Những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa bẻ liễu, trộm ngọc cấp hương, diệt lý loạn luân, bại gia nhục tổ, danh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đọa mãi trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ tham đắm chìm trong ấy, đến nỗi mất mạng, kể sao cho xiết. Nhiều lắm. Vốn mong cầu thoái lạc, bất ngờ chết mất, cảnh khổ ngó bụi, quả thật phần nhiều là do mình tự chuốc lấy, há nào phải là hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Nếu giữ được điều này, con người này có phúc thọ, gia đình êm ấm, con cái mình học theo cái hạnh của mình nữa. Nhưng bây giờ thì thôi, thua rồi, không giữ được, không nghe đến lời văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Con người bị chết 80% mà 40% trực tiếp chết vì cái chuyện không cử được, cho nên thành ra phải chết trực tiếp. Rồi bệnh sanh ra những bệnh khác 40%, chỉ còn 20% là người biết cử cái chuyện mà sắc dục, cho nên thành ra họ chỉ chết đến lúc số mạng họ chết, còn 80% chết là không phải số mạng. Cho nên thành ra Phật mới biết cái giới này là do con người mình khó giữ, dễ phạm, lại mình từ sắc dục mà sanh, cha mẹ ân ái cho nên sanh ra. Cho nên thành ra trong cái thời giảng nào chúng tôi cũng nói đến cái việc đó là trì giới làm chánh hạnh, trì giới niệm Phật làm chánh hạnh. Hôm nay giữ được cái giới này, hồng phúc ban đến cho mình ngay. Nhưng vì sao hôm nay mình nghe, mình biết và mình tin tưởng được, mà lúc về sau cái mình không giữ được? Do cái nghiệp của mình nặng quá, nghiệp ái mình nặng quá. Bây giờ
hai con người mình giữa nam và nữ, thì người nữ phải sanh ra rồi chết, sanh ra chết 7 lần mới làm người nam. Vì sao cái nghiệp họ nặng như vậy? Cũng là nghiệp ái nặng, cho nên họ mang thân người nữ, phải mang nặng rồi đẻ đau, phải nuôi con khổ cực. Còn người nam có khổ cực người nữ không? Cái phước họ nhiều hơn họ làm người nam, cho nên thành ra họ không khổ cực bằng. Họ sung sướng hơn. Cho nên nhớ kiếp sau, nếu được làm người thì đừng mang thân người đàn bà, nghe chưa? Phải mang thân người đàn ông. Mà muốn mang thân người đàn ông thì bây giờ phải có lòng quảng đại, bao dung, tha thứ, thương người. Bây giờ mang thân đàn ông đàn bà gì cũng khổ, mang cái thân 32 tướng tốt bên cạnh cái cực lạc đi, cho nó an vui đi. Được chưa? Có nhiều người phụ nữ họ hãnh diện với cái đẹp, với những cái dung sắc của họ, cho nên thành ra họ kêu tiếp sau tôi làm phụ nữ đẹp hơn nữa. Trời ơi, khổ dữ vậy. Đó. Vì vậy cho nên thành ra phải hiểu được những cái điều này. Hôm nay có một cái đoạn trích ra trong Thi Kệ Tốt Yếu, hay lắm. Cuốn sách này coi như nhiều người khen, rút ra những cái tinh yếu trong văn sao mà Ấn Tổ làm thành thi kệ, rất hay. Mà cái giọng đọc và cái cách đọc và cái âm thanh của thầy Minh đó, làm nhiều người người ta thích, người ta nghe. Nhất là cô Diệu Nga ở Hà Nội, cô nói coi như là con trông chờ đĩa của thầy chủ nhật ra giống như là cá cạn nước. Mỗi lần cái đĩa ra là con nghe phải 4-5 lần, nghiện luôn à. Mà đúng thiệt, cô này tôi thường nghe Phật Pháp, cũng thường nghe băng đĩa, cũng thường niệm Phật. Cho nên giấc ngủ cô rất an lành, vô là ngủ và con người rất là an vui. Cô trưởng nhóm Đạo Tràng Hương Nguyện, hôm nay thầy Minh lên đọc Thi Kệ Tốt Yếu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc Pháp Ngữ Lời Vàng Thi Kệ Tốt Yếu của Tổ Sư Ấn Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Ngữ Lời Vàng Thi Kệ Tốt Yếu của Đại sư Ấn Quang, Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13, khuyên chuyên cậy vào Phật lực. Ấn Quang tôi du hóa từ Nam Bắc đến Tây Đông, duyên đưa đẩy cùng muôn người qua lại, gặp gỡ nhiều kẻ xưng tinh thông tông phái, khinh thường tịnh tông như tà mị giáo môn. Lúc lâm chung, thân run rẩy, miệng cuống cuồng, kẻ thì kêu khóc, gào cha gọi mẹ. Quan tôi cũng gặp những người lặng lẽ, niệm Phật danh lúc sắp bỏ xác thân. Dù hạnh nguyện chưa đến được chỗ tận cùng, tướng lành không hiện nhưng an nhiên quá vãng. Bởi vì sao? Tâm như nước hồ sóng yên gió lặng, niệm Phật danh vọng thức chẳng trào dâng, không giống như người chới với giữa sóng thần. Thiếu định tuệ mặc phong ba cuồng nộ, có kẻ ngu cho rằng lăng nghiêm phá trừ tịnh độ. Người tinh thông biết kinh pháp tương đồng, buổi mạc thời mấy ai chứng được viên thông. Riêng pháp niệm Phật như con thơ gọi mẹ, tịnh niệm liên tục thì nhập tam ma địa, dụng công tu hành vì muốn vượt tử sanh. Nếu đã dụng công mà công chẳng thể thành, nên tự hỏi đã đúng cơ đúng pháp. Tất cả pháp môn đều phải đoạn hai thứ hoặc, kiến hoặc trừ chứng sơ quả vẫn tự sanh. 7 lần sanh cõi trời, 7 lần vào cõi thế tình, mới có thể phá tan dòng tư hoặc đoạn trừ chứng liền tứ quả. Nếu vì người lại phát khởi đại bi tâm, vào luân hồi hóa độ khắp thế nhân, tâm rộng lớn tự tồn và tự lực. Khác với phàm phu mê tâm chưa dứt, bắt chước tiền nhân muốn vào chợ độ người, có biết đâu là bậc đại sĩ pháp thân. Chỉ thấy thân tướng biết được đâu tâm tướng, đường tu tập như trèo xào trăm thước, thánh nhân sơ quả 14 lượt khó khăn, huống chi phàm phu nghiệp lực đa đoan,
mà từ chối không nương vào Phật lực, trở lại chuyện nhỏ như y trang ẩm thực, hàng xuất gia từ tăng lữ đến ni sanh, hàng tại gia cư sĩ giữa thế tình, ai là kẻ tự sanh và tự sống, nếu không phải là cha mẹ chăm lo dưỡng dục. Khi lớn lên thầy tổ dạy xuất gia, vội vàng lấy câu tự lực độ tha, chẳng lượng sức hóa ra người ngã mạng. Đó là chuyện nhỏ như cơm ăn áo mặc, việc lớn như lập đức đến lập ngôn, sự nghiệp lưu truyền vì nước lập công, tất cả việc đều cùng chung thiên hạ. Không một việc nào chỉ mình ta gây tạo, không một điều gì chẳng nhờ kẻ lạ hoặc người thân. Sao lại muốn tỏ ra phong cách phi thường, lập chí lớn hỏi đức tài có lớn. Nên phải biết thiên thai trí giả chẳng thể suy lường bản địa, nhưng hiện thân chưa đoạn kiến hoặc chứng chân, ngũ phẩm đệ tử là quả vị lúc lâm chung, dù chỗ ngộ của đại sư đồng chư Phật. Bởi quên mình lo hậu sanh chỉ chuộng minh tâm kiến tánh, thường khuyên người chớ bỏ nguyện vãng sanh. Kiến tánh là đại triệt đại ngộ tức tâm minh, là bậc thượng thượng căn khi ngộ là khi chứng. Bằng không như viên trạch vẫn tái sanh khi duyên đến, ngũ tổ giới lại sanh làm quan thứ sự họ Tô. Thảo đường thanh là thân của Lỗ Công, Hải Ấn Tính là con gái Châu Phòng Ngự, Tần Cối Từng là tăng nhân trong núi Nhàn. Nên biết rằng giáo pháp Như Lai khi thuyết sâu khi thuyết cạn, nhưng không một pháp nào tương tự Tịnh Tông, khiến kẻ còn đầy dẫy hoặc nghiệp trầm luân lại có thể thoát ngoài vòng sanh diệt, đới nghiệp vãng sanh nương vào Phật lực, ngày một tiếng tu chứng được vô sanh, bất thối Bồ Tát Phật đạo viên thành. Riêng tự lực há dễ làm nên đại sự, muốn thoát tự sanh phải từ thực chứng, nếu không thường tự quán chiếu bản tâm. Công phu càng cao nhân ngã càng tăng, phàm tình khởi vì nặng mang kiến hoặc. Dù đại ngộ đã đồng như chư Phật, kiến tư hoặc chưa trừ thì phải gìn giữ chân tâm, kẻo lúc ngộ lúc mê uổng phí bao công, phàm tình dứt cắt ngang vòng sanh diệt. Ví như người què đi đường xa sức kiệt, nếu được ngồi luân bảo của Thánh Vương, trong chớp mắt qua lại bốn đại châu, bởi nương đức chuyển luân vương mà được đó. Người què ví cho người từng gây nghiệp khổ, thập ác ngũ nghịch tội lỗi nặng nề, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện về, nếu biết chí tâm niệm Phật, Phật liền tiếp dẫn. Phật thương chúng sanh như con thơ lầm lẫn, đứa hiền hòa thì dưỡng dục chỉ đường, đứa can cường phiêu bạc lại càng thương, hằng kêu gọi con ơi mau quay lại. Nam mô A Di Đà Phật. Trong văn sau, tổ sư Ấn Quang có khuyên chúng ta nương cậy vào Phật lực, nhưng mà ngài viết một cái đoạn trong đó và những lá thư nó dài quá, và những cái trích đoạn trong Tinh Hoa Lục á thì nhiều lúc chúng ta coi không vô được, tâm mình nó không có cái sức định, cho nên không có thẩm thấu được cái lời trong văn sao. Mà riêng thi kệ mình nghe thôi dễ hiểu đúng không? Cô động rất dễ hiểu mà rất hay. Muốn nhập Phật cảnh nên nương Phật lực. Như câu dễ hiểu không? Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhập vào cái cảnh giới của Liên Trì Hải Hội đó, thì phải nương Phật lực. Mà nương Phật lực là cái gì? Là niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Mà lúc nào nghĩ cũng Phật ở bên cạnh gia hộ cho mình đó. Nghĩ vậy được không? Nếu người nào nghĩ được, ngày đêm nghĩ được như vậy, cũng giống như là cái lúc mình còn trẻ mới lớn lên á, người nam yêu người nữ yêu người nam, thì có cái ngày nào và giờ nào mà làm bận túi bụi, bận biểu túi bụi mà người nữ có quên người nam không? Không. Nhớ cái cảm giác đó không?
Thầy thì không có cảm giác đó rồi đó. Nhỏ vô đi tu thì chỉ nhớ cái chuyện thuyết pháp và làm chuyện này chuyện nọ thôi, chứ chưa nhớ cái cảm giác mà nói ai cũng dễ hiểu, đó là các ông các bà ở đây lúc bắt đầu muốn mới quen nhau bắt đầu là gì, là mình nhớ cái cảm giác là mình nhớ đến người yêu mình không? Có lời lúc nào quên không? Ông tổ ngài có nói, ngài kêu là bạn bận túi bụi luôn mà bắt đầu có người yêu rồi bạn có quên người yêu không? Tuy rằng công việc bận túi bụi đó đó, ăn uống cũng nhớ, ngủ cũng kêu anh ơi, mở mắt không thấy ai, mình nằm mình chèo queo. Có cảm giác đó không? Đó, nếu mà nhớ Phật được như vậy thì Phật không rước là chuyện lạ. Cái đó là gì? Cái đó là nguyện muốn ở chung với Phật. Mà chỉ có Phật là người giúp đỡ cho mình cho đến cái lúc mà thành Phật. Chứ còn đôi khi chồng vợ với nhau chỉ là một cái duyên tạm thời ngắn ngủi trong một cái kiếp nhân sinh của một cái tâm linh dài vô tận của nhiều đời đó bạn. Nhưng mà bạn lại kết duyên nó quá sâu dày, khổ đau với nó để tạo nghiệp xấu ác với nó luôn. Già rồi mà cũng phải tạo những nghiệp xấu ác đó. Không coi như tình bạn, không coi như là anh em ruột thịt. Để rồi phải luyến ái lúc lâm chung rồi. Cái niệm đó quá mạnh. Thì làm sao cái niệm Phật để mà mình niệm được, để mà mình nương Phật lực được. Bây giờ hỏi thử coi trong cuộc sống mình có cái gì không đương vào tha lực không? Tha là bên ngoài đúng không? Tự là bên trong. Đang lạnh quá, sáng nay trời hơi lạnh nè, mặc thêm cái áo ấm nè. Bên trong nè, mặc thêm đồ, thì đồ quần áo là tha lực. Hiểu chữ tha không? Tha lực vật chất để làm cho mình ấm lại, khỏe lên. Đang đói quá, hồi chiều hôm qua nhịn không ăn, không uống gì cả. Sáng dậy cũng không uống bột, đói quá. Vừa tu xong 6 giờ ăn sáng vô, cơm là tha lực làm cho mình khỏe lên. Hiểu tha lực không? Mình đang ốm, người đang nấu cháo cho mình ăn, cái người mà nấu cháo đó là tha lực đó. Mà tha lực của thế gian đang sống bàn bạc, bây giờ ngồi ngoài trời để mà nghe pháp được không? Hay cần cái tha lực của mái nhà này? Cái mái nhà này là tha lực. Tha là bên ngoài, nó tạo cho mình một cái sức lực. Tất cả trong cuộc sống đang sống với tha lực, bàn bạc với tha lực mà không nhận diện được. Và đang sống với tha lực đó, mình đâu có thể nào từ chối được. Thế mà Phật lực lại từ chối, thiệt là oan uổng. Phật lực tức là tiếp dẫn mình, cái nghiệp lực mình mang nghiệp cũ vãng sanh, Phật đưa mình về cực lạc, thế mà từ chối. Mà có những người nhận diện mà căn lành kém quá, cho nên thành ra cái tâm lực họ để vào Phật lực yếu quá. Niệm chút là mất, niệm chút là mất liền. Hằng ngày giữ được bao nhiêu câu Phật hiệu trong tâm, niệm được bao nhiêu câu? Chúng tôi mà ra công trình công việc là bắt đầu nó yếu yếu, cái nhiều lúc mà nhập tâm vô công việc cái quên mất liền, giật mình lại kêu chết. Lúc mình đi với cái việc đó là cái tâm thiện và cái tâm niệm Phật là mình đi theo để mà mình về với Phật, thì cái điều này quan trọng không? Cực kỳ quan trọng luôn. Sao bây giờ mình xem nhẹ nó, xem cái việc này không có đáng trăm cà đam nào hết vậy? Đó, tự mình làm hại mình thôi, tự mình bỏ mất của báo thôi. Riêng pháp niệm Phật như con thơ gọi mẹ, tịnh niệm liên tục thì nhập tam ma địa. A Di Đà Phật trong tâm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dễ niệm vô cùng. Dễ niệm hơn là buồn phiền giận hờn nghĩ vẩn vơ, dễ lắm. Điều không tập thành thói quen thôi các bạn ạ. Không tập thành thói quen thôi. Mà tập thành thói quen rồi mình suy nghĩ chuyện khác, tự nhiên mình thấy mình mất câu Phật hiệu, trở về lại liền. Là gì? Tịnh niệm liên tục. Gặp những cái chuyện gì mà nó bất trắc, mà những chuyện gì mà nó hốt hoảng, những chuyện gì bất an, bệnh hoạn hoặc chuyện gì, bắt đầu chuyển qua Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát. Thì Ngài ứng hiện trong sắc la, cứu mình vượt qua rất nhanh. Qua rồi bắt đầu trở lại với danh hiệu Phật để kết duyên, để vãng sanh. Gặp nạn là chuyển qua Bồ Tát Quan Âm. Làm sao hai cái pháp này cho nó phù hợp, đúng thời, đúng lúc và đúng đúng nơi, đúng chỗ và đúng cái lúc mà mình cần phải sử dụng. An toàn vô cùng, nhanh. Nhưng mà thường buổi sáng mà chúng tôi lên giảng là bắt đầu mở mắt ra là gì? Niệm Quan Âm. Và đến lúc ăn cơm sáng niệm, niệm đến cái lúc lên giảng không, thấy khác hẳn là mình không niệm. Có cái sự giá trị của Ngài. Bởi vì cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm là hiện Phật thân thiết pháp, thanh văn duyên giác Bồ Tát, hiện Bích Chi Phật, hiện tỳ kheo ni, hiện cư sĩ để thuyết pháp mà.
Ngài có cái nguyện như vậy đó. Mà mình thuyết pháp mà mình niệm Ngài là Ngài gia trì cho mình, là thuyết pháp là người ta nghe là thôi, người ta hoan hỷ ngay à. Có Bồ Tát lực mà, cổ Phật là Bồ Tát gia hộ mà, khác hẳn liền. Dù như ai buồn ngủ không, hiển không, hiểu buồn ngủ không, bắt đầu trong tâm mình niệm đều, đề khởi Bồ Tát lên, cái tự nhiên cái hung trầm nó mất. Các vị oan gia đến để gây chướng ngại không cho mình, không cho mình nghe pháp không, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm lên, hàng tà ma trừ yêu quái liền. Thiên ma mà gặp người niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm cũng phải cung kính mà. Thiên ma không phải đơn giản đâu, họ có ngũ thông luôn á. Đến nỗi mà Phật Thích Ca mà coi như là vừa thành Phật một cái là họ hiện ra người phụ nữ lõa thể, Đức Phật vẫn tâm thanh tịnh, không còn tham dục cho nên không khởi niệm. Họ bắt đầu mới hiện lên Gia Du Đà La, kêu Ngài về. Ngài kêu đến hôm nay tất cả những tâm tình lắm mối đa đoan của ta đã sạch sẽ hết rồi, không còn. Các vị chỉ hiện là các vị hiện thôi, cuối cùng không làm gì được hết rồi, thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi. Thiên ma, hàng tà ma, trừ thiên ma, trừ yêu quái. Người thành tâm niệm Quan Âm là có cái kết quả đặc biệt mà. Đang nằm mơ mà gặp người quỷ sứ mà rượt mà niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là mất liền. Phải là Phật lực không? Phật lực gia trì trong đó đó. Nó vi diệu lắm mà. Hằng ngày mình không chịu niệm thì lúc đó làm sao mình niệm được. Mà cái lúc lâm chung nó na ná như trong giấc mộng. Giấc mộng mình không tự chủ niệm được. Mà nếu mà mình thường niệm thì lúc giấc mộng tự nó bật lên. Mà lúc lâm chung mà bây giờ mình thường niệm thì lúc lâm chung tự nhiên nó niệm, chứ mình không còn đủ sức để niệm. Tất cả các căn bây giờ bắt đầu là nó mệt mỏi, và cái nghiệp chướng nó đánh mình mệt mỏi rồi, mình quá là bất an rồi, thì tự trong cái A Lại Giới Thức nó hàng ngày nó có nung đúc cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm trong đó, thì lúc đó nó bật lên trông như trong giấc mộng vậy đó. Thì quý vị thành công mà niệm đến cái mức này là phải tha thiết và chuyên nhất lắm, và thường niệm lắm á, niệm niệm chớ sanh nghi á. Ai dạy cho mình kỹ như vậy? Văn Sao dạy cho mình kỹ như vậy. Nên nương vào Phật lực. Mà người mà thường mà họ giữ được tịnh niệm A Di Đà Phật trong tâm á, thường như chúng tôi là không lên giảng như vậy, thì bắt đầu sáng vừa mở mắt đã bắt đầu đề khởi A Di Đà Phật. Đề khởi vô xúc miệng cũng A Di Đà Phật. Bước ra ngoài và đi đứng nằm ngồi á, đại khái là không rời A Di Đà Phật. Phải niệm như vậy. Và khi có công việc nó hơi sao lãng một chút xíu, mà người mà có công việc sao lãng là đeo máy vô nghe, hoặc là nghe pháp. Và cái cách để mà niệm cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Còn niệm Quán Âm là Quán Thế Âm, ba chữ một nhịp Bồ-Tát, Quán Thế Âm Bồ-Tát. Niệm đi, niệm thử coi để cái tâm mình thấy nó tương tục như thế nào, là mình tự nhiên mình cảm giác mình biết. Trì Phật danh là một pháp khế muôn cơ, trì khích khao đến chỗ bất loạn tâm, thì thật tướng sẽ lộ bày cùng cực. Một pháp trì danh Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm trong tâm, niệm ra ngoài hơi miệng ra tiếng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trì khích khao, trì khích khao đến lúc là gì? Người này gọi rằng là tâm bất loạn. Họ muốn nghĩ loạn động á, họ tâm họ muốn loạn động cũng không được nữa. Vì tâm họ bất loạn rồi, tâm họ khát khích khao với câu Phật hiệu rồi. Họ muốn loạn loạn cũng không được. Còn mình bây giờ chưa khích khao với câu Phật hiệu, cho nên muốn tịnh tịnh không được. Nó cứ loạn. Phải không? Loạn rồi đi đâu? Vào cảnh khổ. Cảnh khổ đâu? Thật là khó. Thật là khó. Những người mà thiện căn yếu kém, họ không chịu niệm. Không chịu niệm. Mà họ niệm giống như là cỡ ngựa xem đèn. Không ăn thua. Nếu người nào mà thường giữ được câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra tiếng hoặc niệm trong tâm A Di Đà Phật á, thì thiện căn của người này bắt đầu tăng trưởng. Thiện căn tức là tâm bồ đề, thích làm việc thiện, thích niệm Phật, thích vãng sanh, thích hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, làm lòng từ không giết. Cái thiện căn này bắt đầu nó tăng trưởng thì bồ đề tâm họ cũng tăng trưởng luôn. Bồ đề tâm là thiện căn và thiện căn là bồ đề tâm. Mà nếu mà họ không thường niệm như vậy, họ chỉ hình thức bên ngoài thôi đó, thì bồ đề tâm bắt đầu thối chuyển. Họ chán tu, họ chán điều thiện. Họ không thích nghe chánh pháp, họ không thích niệm Phật. Nói những việc lành với họ, họ bỏ ngoài tai, bắt đầu bồ đề tâm thối chuyển. Mà bồ đề tâm mà đã thối chuyển rồi là khó kháng cự lại lắm. Khó lắm á. Mà khi bồ đề tâm thối chuyển rồi, họ cứ nghĩ điều ác không? Họ muốn lợi cho họ, họ muốn hại người khác không? Bởi vì cái thiện tâm bồ đề tâm, thiện căn nó không có, cho nên thành ra là những điều xấu ác đến với họ cực kỳ nhanh luôn.
Mà khi mà Bồ Đề Tâm họ khởi lên được rồi á, thì phước báu đến ào 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 ào. Họ ăn vui vô cùng. Nhưng mà cũng phải chịu khó chịu cực, thức đêm thức hôm. Dậy giờ nào là bắt đầu đề khởi niệm Phật. Cứ dậy giờ nào là bắt đầu đề khởi niệm Phật. Mà khi ngủ nó thiếu tự nó vô giấc ngủ. Còn không thì gì, mình cứ niệm Phật. Niệm Phật đến cái lúc mà gì, cái tâm mình khế hợp với câu niệm Phật, cái ngủ nó ít từ từ. Thay vì lúc trước mình ngủ 8 tiếng không? Ở đây có ai ngủ 8 tiếng không? Rồi bắt đầu mình còn lại 7 tiếng, là 6 tiếng, là 5 tiếng, là 4 tiếng. 4 tiếng là tiêu chuẩn của phàm phu. Mà Phật thì chỉ nghỉ có 2 tiếng. Phật Thích Ca nằm nghỉ cái thân có 2 tiếng. Chứ Ngài đều vô định rồi. Tâm của Ngài không có hôn mê, có ngủ nữa. Chỉ nghỉ cái thân là 2 tiếng thôi. Còn mình thì 4 tiếng được, 5 tiếng được. 6 tiếng là vừa. Đối với chúng ta nhiều lúc 7, 8 tiếng là nó quá dư rồi. Mất hết thời gian rồi. Cái quỹ thời gian, cái hạn sử dụng của con người mình đâu được là bao nhiêu đâu. Bây giờ mình biết là bao nhiêu nữa không? Không biết. Vậy sao mà mình dùng cho những cái lãng phí nhiều quá vậy? Cái lãng phí là ăn, ngồi có thể là ăn 2, 3 tiếng, 1, 2 tiếng. Họ ngồi chơi nói chuyện, họ ngủ có thể là 7, 8 tiếng luôn. Mà niệm Phật mới có 1 tiếng bắt đầu ngáp dài, ngáp ngắn. Ôi trời ơi, biết thiện căn mình như thế nào. Có cái bà cụ đó, bà kể bên nói vui rồi, bên nói tiếng Bắc, thầy biết không, con mà gửi tiền đô về thì con nếm con mắt con sáng tỏ như sao banh, sao nó băng nó chạy á, con nếm không sót một tờ. Thế mà con ngồi niệm Phật mới có 2-3 câu, giỏi lắm mà mấy 20 câu, cái là bắt đầu từ từ đó, A Di Đà Phật, không có niệm rõ chữ Phật luôn, A Di Đà Phật luôn. Thiện căn yếu kém quá. Nhưng mà đếm tiền thì mắt tỏ như sao băng. Hỏi có buồn ngủ không? Cái buồn ngủ nó lộn sao? Đâu dám buồn ngủ đâu. Ở trong này có ai vậy không? Thiện căn mình yếu kém. Bây giờ phải tăng trưởng thiện căn. Phải còn có máy để hỗ trợ. Bản thân chúng tôi cũng phải còn có máy. Một câu Nam Mô Di Đà Phật trong máy. Nghe cho rõ ràng trong máy. Trong máy thì phải nghe rõ ràng rồi. Rồi trong tâm mình niệm ra tiếng một câu cho rõ ràng. Thì vọng tưởng không chen chân. Thường niệm như vậy. Ngoài thời khóa bắt đầu niệm trong tâm, niệm nhép môi. Hôm nay bắt đầu chúng tôi chuyển sang cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngủ buổi trưa, mình nghỉ trưa và dậy, thức dậy đó. Hôm nay đại chúng dưới này ở trên chùa là buổi trưa ai có sức thì lên tu, còn không thì mình có thể đọc văn sao hoặc ngủ trưa dậy mình ngồi mình niệm thầm. Buổi trưa mình ngủ dậy niệm rất thích. Nghỉ trưa dậy một chút rồi nó không có bị hôn trầm nhiều, niệm rất thích. Ngồi trên giường luôn á. Có khi 10 phút, 5 phút, có khi 15 phút, có khi nửa tiếng, có khi 45 phút, có khi 1 tiếng. Niệm nó vô rồi, nó an lạc, cứ ngồi niệm. Niệm xong mình bước xuống giường, buổi trưa. Còn buổi tối trước khi ngủ là gì? Nguyện Đức Phật A Di Đà, niệm Đức Phật A Di Đà 10 câu, Quan Âm 10 câu, Thế Chí 10 câu. Rồi con kêu là con đem tất cả công đức này con hồi hướng về Cực Lạc. Con nguyện Đức Phật A Di Đà trong đêm nay rước con vãng sanh về sớm càng tốt. Nguyện như vậy á. Một đêm ngày chưa rước thì nhiều đêm chưa rước thì nhiều đêm nữa thì Phật sẽ rước. Hay lắm, cái cách này hôm bữa giờ chúng tôi dùng cũng khá lâu rồi nè. Rồi gì, đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh bị dịch bệnh, tất cả hương linh con cố ý vô tình hoặc suối người sát hại. Có 3 phút, 2 phút à. Làm thử thôi, tối nay về làm thử thôi. Mà đêm nào cũng làm như vậy luôn. Nguyện Đức Phật Di Đà sớm tiếp dẫn con vãng sanh. Có cái cô đó đó kêu là cô phải nguyện như vậy, cô nói ôi rồi tiếp dẫn sớm vãng sanh thì cháu con của con, tiền bạc của con làm sao đây, về bên đó còn gấp bao nhiêu lần, tỷ lần, mình có thần thông mình còn giúp cho gia đình con nhiều hơn nữa, sợ vãng sanh sớm. Trời ơi chết chưa, mình đang muốn vãng sanh sớm không được, bà sợ vãng sanh sớm. Hỏi bà đây bao nhiêu rồi, bà kêu 73. Trời ơi, 73 mà mới, thiệt tình bà này luôn, không tin vãng sanh, không biết vãng sanh, không biết chết là còn cái tâm thức để mà mình đi về những cảnh giới. Mà cảnh giới Phật là nhất trong 10 cảnh giới rồi mà không chịu về. Ở chi nơi đây, nợ trần vãn vươn, nợ trần vãn vươn. Mấy con người mất có vô đây có hát. Được. Thường niệm câu Phật hiệu là Bồ Đề Tâm tăng trưởng, thiện căn tăng trưởng, phước đức tăng trưởng. Thân tướng mình bắt đầu là hảo tướng đẹp ra. Mấy cô mà muốn đẹp đúng không? Niệm Phật đẹp. Bảo đảm mà. Ăn chay thân thể khỏe mạnh đẹp, không tốn kém gì nhiều đúng không? Hôm nay có 2 cái lá thư rất đặc biệt, chỉ có 1 tờ 2 trang thôi.
Giờ thầy Minh đọc hai cái lá thư này xong bắt đầu chúng tôi chuyển qua cái đề tài tương đối hấp dẫn một chút. Đó là nói về cái chuyện dịch bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 136. Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây. Những sách của Ngài Vĩnh Minh có sách nào không hợp, ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật. Một cuốn sách Tịnh Độ Thập Yếu xem nhiều lần là đủ rồi. Những thứ khác đợi đến khi nào tài trí có thừa, hãy thỉnh về mà đọc cũng chẳng trễ tràng đâu. Niềm vui niệm Phật, chỉ những người thật sự niệm Phật tự biết, nhưng cần phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp trước cảnh tướng bên ngoài. Nếu không tâm địa chẳng thông, quán đạo chẳng rành, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng hiểu rõ thì tệ lắm. Hãy nhớ lấy nhé. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ, thật khó có ai. Nếu đổi ý niệm tham học với khắp các tri thức, thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích lớn lao lắm. Nếu không, sẽ thành ra nhọc nhằn, bôn ba mà thôi. Nên thỉnh giáo nhiều ở chỗ Đế Pháp Sư, tức Ngài Đế Nhàn. Những người khác quan không biết, An Sĩ Toàn Thư đứng đầu các thiện thư xưa nay, hãy nên khắc in phổ biến lưu truyền, nhờ đó vãn hồi thế đạo nhân tâm. May là cư sĩ Vu Tích Âm đã cực lực chuyên lo quảng cáo, khuyên khắp mọi người in tặng, nhân đó cho làm ra 4 khuôn in, tính in 20-30 vạn bộ, ngõ hầu những chỗ quan trọng thuộc 2041 huyện trong toàn quốc, và những người quan trọng đều được xem đến, về sau sẽ càng lưu thông phổ biến xa rộng hơn nữa. Nhưng thành sự tại trời chẳng cần phải tính trước, chỉ lấy chuyện cứu quốc cứu dân làm trọng, tận lực mà làm đó thôi. Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế ngự tâm, chẳng cho nó đuổi theo bên ngoài. Lâu dần sẽ tự có thể thuần nhất, thành phiến là thuần nhất không tạp. Đại trượng phu nếu như văn chương trùm lấp thiên hà, công nghiệp rền vang vũ trụ, nhưng không thể đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử là vì chấp vào cái bên ngoài, bỏ phế cái bên trong, chấp vào cái ngọn hữu vi, bỏ sót cái gốc vô vi. Người thế gian ai có thể vẹn toàn mọi điều, chúng ta chỉ giữ lấy chuyện trọn hết luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp mà thôi, cần gì phải tính toán chi khác nữa. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 154, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Hôm nay đặt pháp danh dùng một lá thư gửi khắp để khai thị, gửi thư xong đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi miệng thiệt căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi tai nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý thiệt nhĩ 3 căn, mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biếng nhác. Đó gọi là nhiếp trọn 6 căn. Nhiếp trọn 6 căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn, không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp 6 căn để niệm, thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ,
Ở mức cạn là đất nhất tâm, mức sâu là đất tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được, có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp trọn chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe. Bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu, thanh tâm quả dục, tấm lòng trong sạch, ít ham muốn, cưới vợ chủ yếu để sanh con. Người đời thường thường coi chuyện ân ái như chuyện ăn cơm, uống trà thường ngày trong nhà mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần. Hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sanh được con. Đợi cho thiên quý kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sanh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh. Lại cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không, vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có cô Loan Nguyễn ở Kentucky, Hoa Kỳ có nghe chúng tôi chuẩn bị làm cái phòng vãng sanh, có viết vài dòng của gửi về, thấy hay quá, quý vị lắng nghe một tí. A Di Đà Phật, kính thầy, con là Phật tử Loan Nguyễn hiện ở Kentucky, Hoa Kỳ. Con có vài dòng cảm nghĩ bằng tất cả tấm lòng tôn kính của con đối với thầy. Con nghĩ chắc có nhiều đêm thầy không ngủ được vì thầy mãi bận tâm lo cho chúng sanh. Nào là những bài thuyết pháp giảng cho chúng sanh hiểu, những bài học của Ấn Tổ, rồi thầy lo xây nhà dưỡng lão, rồi thầy lo xây nhà vãng sanh. Tất cả thầy đều lo lắng cho chúng sanh. Có lúc thầy bị bệnh tổn khí, con có mang chứng bệnh đó nên con hiểu thầy và con rất quý kính thầy. Kính thầy, phòng hộ niệm với những tiếng niệm Phật 24/24, thánh thoát âm thanh vang vọng, với những tấm lòng cao thượng quên ăn, quên ngủ, tiếng niệm Phật chân thành, tha thiết, thấu đến Tây Phương Cực Lạc, có Đức Từ Phụ A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, tất cả những hương linh ao ước được về nhà với cha lành A-di-đà. Chỉ có chùa Quan Thế Âm của thầy mới làm được công đức này. Con nói lên đây với tất cả tấm lòng chân thành của chị em con và ước nguyện của chị em con khi lâm chung được nằm trong phòng hộ niệm chùa của thầy để ban trợ niệm cho chị em chúng con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Đó là tâm nguyện duy nhất cuối đời của chị em chúng con. Kính Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều lúc đôi khi quý vị đang ở trong cái hội trường này trực tiếp nghe Giác Nhàn giảng, nhiều lúc đôi khi mình thấy nó bình thường. Nhưng mà những người ở nước ngoài, như cô Lo Nguyễn này ở Kentucky, khi mà cô thấy được cái đĩa mới, cô xem 5-7 lần. Cái đĩa mới một tuần thôi, 10.000 người. Cái đĩa mới một tháng hôm trước chúng tôi nói về cái việc ăn uống dưỡng sinh theo lời Phật dạy, không ăn chiều. Hôm nay 32.000 người. Họ nghe qua cái màn hình nhỏ chứ không ngồi được trong cái từ trường không khí như vậy. Mà họ lại có cái cảm xúc như vậy, cho nên thành ra những người mà được như vậy thì thiện căn phước đức rất là thù thắng. Sáng hôm nay có Phật tử ở Hà Nội là cô Bích. Cô nói mới hôm qua đã đưa cái tin là cái biến chủng mới chưa có tên gọi luôn. Bây giờ một nửa người ở châu Phi và ở Bỉ cũng như là ở châu Âu, cái biến chủng này nó đã xuất hiện rồi. Và thuốc không kháng cự được. Kinh khủng, biến chủng rất nhanh. Rất nhanh. Thì cái biến chủng này là do cái nghiệp sát, là ăn thịt và giết loài chúng sanh. Mấy cái con thú đó nó chết, bắt đầu nó oán hận đến một cái mức độ mà nó phải làm những loại virus này để đi hại lại chúng ta. Chính xác, cực kỳ chính xác. Vì có sát nghiệp này mà cho nên cái sát kiếp đó là dịch bệnh, là lũ lụt, là hạn hán, là dịch bệnh nó sanh ra. Phật nói đâu có sai đâu. Hôm nay mình ăn chay, mình phóng sanh, đó là mình đẩy lùi đi cái dịch bệnh, là cái sát kiếp. Công lớn lắm à. Đừng vì một miếng ăn của mình nữa, bỏ đi. Để giúp cho nhân loại người ta bớt khổ đau đi. Mình không ăn là riêng cái cộng nghiệp về sát kiếp không có với mình đó. Hôm bữa đó là mặt trận huyện chung với xã lên trên đó, họ kêu bây giờ là 450 người cách ly. Và chúng tôi có nói với gia đình cô Thiện Hạnh với lại cô Loan, cô Phương, cô Nga đồ đó thì chung với chùa, và chùa mở cái kho gạo ra lấy 4,5 tấn. Mấy cô phát tâm tịnh tài là hồi hôm qua là coi như là mang đi cho họ, họ mừng, họ hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà khi đến cái bếp từ thiện thì thấy bắt đầu họ thiếu, và cái bếp từ thiện là cái bếp mà nấu cho những người F0 á, bây giờ đầy dãy trong này rồi. Đó là biến chủng còn cũ, bây giờ biến chủng mới mà nó về một cái nữa là thôi, hết đường chạy luôn. Cho nên thành ra chúng tôi cũng sẽ xuất kho gạo và lấy quỹ, và Phật tử nào sẽ phát tâm. Mai Thầy Thành sẽ buổi sáng nói với Phật tử này đó, hôm nay là cái duyên để mà mình hỗ trợ 5.000, 10.000, vài trăm ngàn gì đó, vài triệu gì đó để mà mua gạo, mua thức ăn cho cái bếp từ thiện đó. Cho nên Ấn Tổ là dịch bệnh nè, lũ lụt hạn hán là ngày thường đem cái tiền in kinh á, cái quỹ của đại chúng ngày đem xuất ra để lo cho người đó, cứu ngặt cho họ, nên làm cái chuyện này. Quý Phật tử ở Hà Nội thấy không? Cái chuyến đi mình vô đây mình làm được cái điều từ thiện này, thấy quý không? Giá trị và ý nghĩa vô cùng. Khi mình nghĩ đến chùa chiền, mình nghĩ đến cái việc Phật Pháp là tự nhiên nó có từ thiện, thấy chưa? Nếu mình ở Hà Nội thì cơ hội này không có, mà vô đây tự nhiên nó có. Mà hôm nay nói ra để mọi người tùy hỷ công đức. Đó là cái điều mà hôm nay chúng ta muốn nói đến cái chuyện dịch bệnh này một chút. Những người đó họ vừa là nghèo mà vừa trong một cái khu cách ly, không đi làm được mà sợ bệnh tật đến, thì chiều hôm qua lắng nghe chỗ này nè, cái câu chuyện này đặc biệt. Mới hồi chiều hôm qua chúng tôi đi vô trong nhà thủy tạ, mở loa lớn luôn, chúng tôi với lại chú Duyên, coi như hai anh em ngồi mở loa lớn ra cho cô Thủy ở bên Áo, cô gọi về cô nói cái gì. Hôm nay chúng tôi thuật lại cho quý vị nghe nè, nói về cuộc đời cô này một chút. Cô qua bên Áo mới lần đầu cô mở cái nhà hàng mặn, cô làm ăn cứ thất thoát hoài. Cuối cùng cô bán được cái quán mặn này đi thì gần như là một cái sự gia trì của Phật Bồ Tát. Mà cô này mỗi lần làm gì là cô thường niệm Phật, nhất là niệm Bồ Tát để cầu nguyện. Mà cái quán này rất khó bán, sang lại người ta rất khó, mà cuối cùng cô sang được. Rồi cô đem tiền của về, lúc trước cô cúng dường trai tăng, cô phóng sanh, mà có bao nhiêu tiền là cô làm cho hết, rồi cô về bên đó cô làm tiếp.
Thì hôm trước đó thì cổ về cổ mới nói cái chuyện ăn chay của cổ là do cổ thấy chúng sanh khi chết tội quá và cổ phát tâm ăn chay đến hôm nay cũng gần 4 năm rồi. Thì cổ nhiễm Covid. Khi mà cổ bán cái quán đó đi thì cổ mở tiệm nail. Thì cái người vô tiệm nail đó là nhiễm cái người thợ của cổ, mà người nhiễm rồi đó, người ta đi rồi, bây giờ nhiễm vô người thợ thì người thợ tiệm nail phải ở tại tiệm của cổ. Thì cổ qua bên Đức có việc xong cổ về lại áo của vô tiệm nail cổ nhiễm luôn. Cổ bị. Mà khi cổ bị rồi đó thì cổ về lại nhà thì cổ nhiễm cho chồng cổ và nhiễm cho con cổ luôn. Và lúc đó là lúc đầu tiên nóng bỏng chưa có thuốc, cổ bị nhiễm là nhiễm đầu tiên cái lúc dịch bệnh mới bắt đầu đó. Thì chưa có cái thuốc chích ngừa gì hết cả đúng không? Mà đặc biệt cổ nói rằng là tin lời của tổ của Phật, nhất là của sư phụ Giác Nhàn giảng, đó là người ăn chay khi gặp dịch bệnh, một là dịch bệnh sẽ tránh xa mình, hai nó nhiễm với mình mà mình bị nhiễm rồi đó, nó vào trong con người mình rồi đó, thì nói với mình chung sống hòa bình. Thì cuối cùng sao? Cuối cùng là khi cổ nhiễm cho ông chồng thì ông chồng bắt đầu sốt. Sốt ho thì ông chồng đi kiểm tra thì dương tính. Qua hôm sau cổ vẫn đi làm bình thường. Thì khi mà dương tính thì nó nhốt ổng lại. Và nó hỏi là ai lây cho ông, thì ông nói là chỉ có vợ thôi. Thì kêu vợ về là kêu cô Thủy cổ về. Thì khi kêu cổ về thì cổ nói thôi để đến chiều. Chứ làm gì mà gấp vậy. Ông chồng nói đáng lẽ phải nhốt bà từ hồi hôm qua. Bà dương tính mà bà đi lang thang đâu rồi đó nữa. Cuối cùng cái là cổ về thì ổng buộc hai mẹ con cũng đi kiểm tra dương tính luôn. Con nói virus ở trong này rồi, thôi tôi không có đuổi các vị ra, tôi an vui với các vị hưởng được cái máu ăn chay của tôi, hưởng được cái máu niệm Phật của tôi. Cô ngồi như cô nói chuyện với nó vậy đó. Đặc biệt không sốt, không ho, không khó chịu. Mà cái cô mà nhiễm cho cổ đó, trời ơi nó khó chịu, nó sốt. Mà cô này có nghĩ chắc em chết, chị ơi em chết. Mà nó vô nhà thương rồi đó, mà khó chịu vô cùng luôn. Và gần như là bác sĩ coi như là thấy hải hùng với cổ. Và cuối cùng thì bác sĩ cũng cho mấy viên thuốc kiểm tra đồ xong. Thì cô Thủy cô nói em niệm Phật, niệm Quan Âm đi. Bây giờ em không có tin, em không niệm. Như chị này, chị ăn chay chị niệm. Bây giờ chị nhiễm đến hôm nay ngày thứ 5 rồi mà chị đâu có sốt, đâu có ho, đâu có bị cái gì đâu. Mà chị là đang dương tính nè, chung sống hòa bình với nó nè. Ngộ. Mà khi ông chồng là bây giờ nằm lụi rồi, ông chồng là cứ nhầm quẹp con câu luôn rồi, coi như là sốt ho đủ kiểu luôn, ăn cháo luôn rồi. Mà cổ ăn cơm như không có chuyện gì, cổ giống như con người không có chuyện gì mà đang dương tính. Cô nói là ngộ thiệt, công nhận ăn chay hay thiệt, niệm Phật hay thiệt. Thì Giác Nhàn nói do mình tâm mình thanh tịnh, máu mình sạch, tâm mình thiện, thì con virus vô nó cảm được với cái tâm thiện mình thì nó cũng không quấy phá mình. Hiểu chỗ này không? Khi mình mang một cái thai, nếu tâm mình là bất an, tâm mình là giận dữ, tâm mình là buồn phiền, tâm mình là ác độc, thì ảnh hưởng người con trong đó, và người con sẽ dễ dùng đạp và làm cho mình mất ăn mất ngủ. Tâm đồng tâm tương ứng với nhau, tâm đồng cảm với nhau. Tâm con corona dương tính này đang ở trong người cô Thủy, mà cô Thủy này cổ đang an vui, máu cổ tinh sạch, tâm cổ hiền thiện, cho nên con Covid này nó cũng hiền thiện theo, ngoan thế. Hiểu chỗ này không? Như vậy tâm của mình khi có một cái từ trường bình an thanh tịnh thì cả cảnh vật xung quanh mình cũng thanh tịnh. Cho bữa chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không mới nói kêu mình đừng ghét dơ con virus này, đừng kháng cự nó, đừng tiêu diệt nó, phải an ủi nó, phải thương nó và sống chung sống hòa bình với nó đi. Nó không hại mình đâu. Bất cứ một chúng sanh nào khi mình kháng cự nó, mình muốn hại nó thì nó sẽ hại lại mình. Bữa Hòa Thượng nói như vậy. Thì hôm qua chúng tôi nói như vậy, cô nói đúng, đúng. Ông chồng cô cũng ghét cái con corona này lắm, ông ghét con virus lắm, cho nên nó hành động là đúng rồi. Còn con ăn chay, cô nói cái người ăn chay là con Covid nó sợ lắm. Ấn Tổ nói là cái người nhiễm dịch bệnh mà cả làng đó nhiễm, mà người ăn chay là không bị nhiễm phải, mà dẫu cho nhiễm đi nữa không bị tác hại, không bị nó hoành hành gì hết. Cô nói nghe lạ. Trời, mở ra chú Duyên ông ngồi ông nghe ông cứ cười không cứ lạ thiệt. Vậy hôm nay mình có sợ dịch bệnh không? Dĩ nhiên là mình phải chấp hành 5K đúng không? Đeo khẩu trang, sát khuẩn vân vân, mình làm theo đúng quy định.
Nhưng mà tâm mình bình khí hòa an vui thì tất cả chúng sanh giận dữ như con Covid bây giờ là khét tiếng, thế giới phải sợ nó, nhưng mà vô trong người mình nó vẫn chung sống hòa bình. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Cái chỗ này là mà nó cái câu chuyện này là tới nó thực 100%. Mới hôm qua ngồi nói chuyện luôn. Nhưng nhàng nói cái việc này hôm nay nghe con nói rồi, ngày mai thầy sẽ nói cho đại chúng nghe. Nhưng mà sở dĩ làm sao có được như vậy, con nói cái máy niệm Phật của thầy là thức ăn của cái tâm con, không cái nào rời, coi như là nghe suốt luôn. Mà cổ ăn chay trường đến hôm nay rồi 4-5 năm rồi, cho nên thành ra là cái tâm của nó hiền thiện, cho nên cảm được con virus này. Hôm bữa chúng tôi kể câu chuyện mà hai ông đi chung một chiếc xe, cái ông lơ á, ông tài xế phụ á, ông tài xế mà ông lái phụ mà ông bị nhiễm, mà cái ông tài xế chính ngồi bên cạnh không bị, cái này là đặc biệt rồi. Không nhiễm là không bị ảnh hưởng là không nói, còn cái này nó bệnh dương tính rồi. Và chúng tôi hỏi vậy rồi thì trong suốt cái ngày 14 ngày con cách ly ở nhà, con có đi chích thuốc uống gì không? Uống gì? Chả uống gì, chỉ ăn cơm chay, niệm Phật bình thường. 14 ngày sau ra kiểm tra âm tính, bình thường đi làm tiếp. Tin nổi không? Cho nên tổ sư Ân Quang nói là cái người ăn chay ít bị nhiễm phải, niệm Phật không bị nhiễm phải. Mà dẫu cho nhiễm phải đi nữa là nó không tác hại mình. Một số những người người ta bệnh rồi người ta hết có chứ. Một số những người người ta bệnh người ta chết có chứ. Hoặc bệnh kéo dài có chứ. Đều do mình hết. Đều do tâm mình hết. Đó là cái việc hôm nay muốn nói đến cái việc mà Covid nó như vậy. Thì trong này tổ sư Ông Quang có khai thị nói về khi mà dịch bệnh mình phải làm gì. Tổ Ông Quang nói, thì mình đọc cái chỗ này cho mình lắng nghe kỹ à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang về dịch bệnh lưu hành cần phải làm gì. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi, thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Số 2. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân hòa, thường xuyên giáng xuống, bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước, lửa, đao binh, đói kém, ôn dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oán gia đối đầu, vân vân. Chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, lá thư số 106, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều. Số 3. Năm trước, các sứ bị dịch tả thật dữ dội tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiền thuộc huyện Trần Thành, tỉnh Thiểm Tây. Cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà. Ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Số 4. Nói đến tật dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lạy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra bất luận đi đứng nằm ngồi và làm hết thảy chuyện, trừ lúc viết văn tính sổ phải dụng tâm ra, khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Số 5. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có thể được Ngài che chở khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệt ấy. Nếu dạy hết thảy mọi người trong một ngày hễ thuận tiện bèn niệm thì tiếng niệm Quán Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xá. Số 6. Đang trong cõi đời cực khổ cực ác này, chỉ A-di-đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là đáng nương tựa được, dạy cho khắp hết thảy già trẻ trai gái hằng ngày thường niệm Quán Thế Âm trong nhà, bảo đảm chẳng gặp tai họa, được nhiều điều tốt lành. Chỉ nên đến niệm trong điện thờ Quán Âm vào buổi sáng và buổi tối.
Ngoài ra, tùy mỗi người đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm sao cho thuận tiện. Đây quả thật là phương cách thuận tiện nhất. Số 7. Nay nhận được thư ông đề ngày 21 tháng 5 cho biết bệnh mắt vẫn chưa lành, nhưng khí trời nóng bức không chỗ nào tránh né được, lại còn bị dịch thời khí. Đấy là do ác nghiệp đồng phận của chúng sanh chiêu cảm. Xin hãy bảo khắp người làng cùng kiên sát sanh niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tập dịch tiêu diệt. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, chắc chắn có hiệu nghiệm lớn lao. Số 8. Ngay như bệnh mắt của ông cũng sẽ do tuyên nói rộng rãi lời này mà được lành bệnh. Biển khổ rộng mênh mông, Quán Âm là bậc cứu độ. Nếu ai nấy chí thành trì tụng mà bị chết vì tật dịch, thì trời đất cũng sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng cũng sẽ xoay ngược. Nếu hời hợt hờ hững niệm thầm một hai câu mà muốn được hiệu quả khởi tử hồi sanh ngay, tuy Bồ Tát Đại Từ cũng chẳng làm sao được. Chẳng phải là Ngài không chịu cứu tế, nhưng vì tâm kẻ ấy chẳng chân thật thiết tha, quyết khó thể cảm thông được. Mong hãy nói cặn kẽ những điều này với người làng thì may mắn lắm thay. Số 9. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy hạn hán, lục lội thổ phỉ cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, dẫu là do định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Vương Biệt Quang là người xứ Cửu Giang, vào một hôm nọ ông đến thăm nhà bà con, thấy trong nhà đang in kinh Phổ Môn rất nhiều, nên Biệt Quang xin vài quyển mang về nhà để trông khánh và thường đốt hương đèn cúng dường kinh. Bấy giờ trong vùng ấy có chứng ôn dịch lưu hành, dân trong làng bị bệnh chết hơn phân nửa, những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh, nhưng gia đình của Vương Biệt Quang không một người bị bệnh. Đêm nọ Biệt Quang nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ đến bảo: "Ta rất thương xót dân chúng địa phương này bị tai nạn ôn dịch, nên ngươi mau đem kinh này phát mỗi nhà một quyển và khuyên họ trì tụng thì bệnh ắt khỏi." Giật mình thức giấc, Vương Biệt Quang vội đến nhà bà con xin thêm nhiều quyển kinh, sau đó đem về phát cho mỗi nhà một quyển như lời Bồ Tát đã dạy. Nhà có người bị bệnh dịch, khi nhận được quyển kinh và trì tụng thì đều khỏi bệnh. Vì thế dân chúng phát tâm tín kính, đều thỉnh kinh về tụng. Từ đó cả làng vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch nữa. Trích Quán Âm Kinh Linh Nghiệm Lục. Huống chi thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sinh bệnh tật nhất. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra chính là lời luận cùng tột tánh, do tập tục quen thói đến nỗi mê muội chất chứa, không thể phản tỉnh được. Phải biết nhân từ đối với dân thì phải thương yêu loài vật, tàn nhẫn đối với loài vật quyết khó thể nhân từ đối với dân, do tập tánh khiến ra như thế. Vì vậy khi vua thánh cai trị cõi đời, chim thú cá rùa đều sống yên vui.
Thánh vương dùng đạo sáng để dạy dân, chất keo dính để bẫy chim, gậy gộc, đạn cung đều bỏ hết. Thử nghĩ xem từ xưa đến nay, phàm những kẻ tàn nhẫn tham tàn, dòng dõi đa phần tuyệt diệt. Người nhân từ cứu giúp con cháu ắt thịnh vượng, kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu. Kẻ mặc tình ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông, xa lánh chuyện bếp núc, đấy chính là lời nói quyền biến thuận theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt những thứ hôi tanh, thì mới là thật nghĩa xứng lý. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Giảng Nhàn trích hết những cái đoạn mà nói về dịch bệnh trong văn sao hồi nãy giờ quý vị nghe đúng không? Tụ chung lại cũng niệm Quan Âm, niệm Phật trì đại bi đúng không? Và đặc biệt có cái câu chuyện của cái ông này, ổng thỉnh kinh Phổ Môn về tụng á, thì cả làng chết phân nửa, ổng tụng nhà ổng không bị gì, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện nói nên phát kinh Phổ Môn cho mọi người tụng. Từ cái câu chuyện này với lại hôm bữa chúng tôi có nghe Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên thành ra vừa rồi có in ra 2.000 cuốn kinh, trong đó có Phổ Môn, Di Đà, Ngũ Bích Danh đúng không? Hôm nay ở trong này người nào chưa có chúng tôi tặng, mang về cho gia đình mình tụng nữa. Thì dịch bệnh không tới. Đây là câu chuyện rõ ràng đây, dịch bệnh không vô trong nhà của ông này. Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong giấc mộng nói ông phải đi phát cho nhiều nhà. Thì hôm nay chúng tôi in 2.000 cuốn rồi. Cái đĩa này bây giờ ra khắp thế giới, ai á mà mình đi nước ngoài á, thì mình có thể lên trên mạng mình đánh kinh Phổ Môn Hòa Thượng Trí Tịnh bằng nghĩa đó, kéo xuống. Còn cuốn kinh chúng tôi in thì rất là đẹp, và có lò xo lật ra rất dễ. Bây giờ mình đi phát, quý vị mà đem cho người ta cuốn kinh để người ta tụng, công đức rất thù thắng. Bởi vì gia đình người ta không dịch bệnh mà được Bồ Tát gia hộ nữa. Thấy kinh Phổ Môn linh thiêng màu nhiệm không? Cho nên trên chùa mình cũng chuyển qua tụng Phổ Môn buổi sáng, khu chuyên tu chúng tôi cũng vậy, và khắp nơi trên thế giới câu chuyện này rõ ràng mới nghe đúng không? Nên lưu truyền Phổ Môn để tụng Bồ Tát Quan Âm coi như là gia trì bất khả tư nghì. Có ông Phúc Tài, hai vợ chồng ông lên đây một tí, hai vợ chồng ông này là coi như là Bồ Tát Quan Âm gia hộ, lên bệnh viện Hoàn Mỹ mổ mắt mà tưởng là mắt ổng đuôi rồi, mà hai ông bà tha thiết niệm Quan Âm, hôm bữa định cho Phật pháp nhiệm màu mà bây giờ không có thời gian, hai người đứng hai bên nè. Hôm trước ông kể cho Giảng Nhàn nghe trên chùa, con mắt của ông coi như là bác sĩ nói là bỏ rồi đó, hư rồi đó. Bà bên ngoài bà lấy cái máy niệm của chúng tôi á, cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát một câu bà niệm một câu, mà bà tha thiết bà niệm, cuối cùng mổ con mắt ông cụ ra, giờ không bị gì luôn, coi như mắt ổn. Ông nói là nó màu nhiệm, mà nó nhiều cái chuyện màu nhiệm, mà ông cụ này ông nghiện cái pháp của Giảng Nhàn, ông mở suốt đêm ông nghe. Hồi trước là chưa cho cái máy, ông mở bằng điện thoại ông nghe. Mà ông tin Bồ Tát Quan Âm, hai ông bà mà từ ngoài đó vô đây á, từ ngoài Bắc, ở đâu? Ở Nam Định mà vào trong này mà coi như đi chơi mà ở một năm luôn. Đi vô thăm quan chơi thôi ngang mà thích quá ở một năm luôn. Mới về sắp xếp bên đó xong xuôi hết rồi, chuẩn bị chúng tôi chừng làm già dưỡng lão xong là hai ông bà xuống đây. Thuê nhà thôi, giờ khỏi mua gì nữa cả, hai ông bà xuống đây. Mà con mắt của ông là coi như bỏ rồi đó, coi như bỏ rồi đó. Thế mà bà với ông, nó nổi mà vô phòng mổ mà ông cứ... Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát. Ông bác sĩ ông nói ông niệm nhỏ nhỏ chứ ông làm gì ông niệm lớn vậy? Ông cứ niệm lớn. Ông bác sĩ ông kêu ông làm gì ông niệm lớn vậy? Ông không ngại mà. Còn mình đôi khi niệm Phật mình ngại, mình sợ người ta cười phải không? Chưa có quen với hai mình mắc cỡ. Mắc cỡ, mặc cảm. Còn ông là Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát. Ông niệm. Ông bác sĩ ông nói ông làm gì ông niệm lớn vậy? Ông niệm nhỏ nhỏ ông quen rồi, niệm lớn luôn. Rồi xong mổ không bị gì luôn. Bồ Tát là trừ nhãn thống mà. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô trừ nhãn thống. Thống là bệnh đó, trừ mắt bệnh, rồi mũi bệnh, tai bệnh, rồi khí là hơi thở, ngăn tổn khí, trừ tất cả các bệnh. Trời, ông bây giờ ông khoái muốn nói lắm. Bữa ông nói Giảng Nhàn một giây luôn, nói dữ lắm, nhưng mà giờ hết giờ rồi. Còn có 6 phút nữa thôi, được rồi, xuống. Cho đứng lên đây là được rồi. Cho nên cái chuyện này không phải là mê tín dị đoan đâu, có cảm thức, có ứng đó, có ngầm ứng, hiển ứng đó. Bồ Tát Quan Âm không xuất hiện nhưng mà ngầm ứng gia hộ con mắt của ông á, bác sĩ mà mổ sẽ là chuyện phụ thôi. Nhưng mà hôm nay cái đĩa mà không ăn chiều á, chỉ uống bột hoặc có người không uống á, chú Nhuận Tấn là quay phim là chú Duyên mình đây nè, ổng là coi như đường ổng thấp nhất,
buộc là ông phải chiều có miếng đường, miếng bột, trong thời ông yếu. Vậy mà nhờ cái phước không ăn chiều, bữa nay chiều không uống bột luôn, sáng không uống mà ông vẫn khỏe. Ông là ốm yếu nhất chùa, nhưng mà là giờ ông vẫn khỏe. Có hai đứa nhỏ lên đây chút coi, hai chú Đức Minh, Đức An nè. Hai đứa nhỏ này đặc biệt luôn, coi như là không ăn chiều. Đức An này còn giữ không ăn chiều không? Nên Đức Minh nó giữ không? Đó, số 1 cho anh chàng ở đây kìa. Hôm bữa anh Đức Minh này anh còn ăn chiều ngang, má anh không cho anh ăn là đói ngồi anh khóc. Sau cái đĩa mà Đức An không ăn chiều, anh về anh kêu con phải theo Đức An luôn. Anh bắt trước. Coi như là hôm bữa cái đĩa mà Đức An mà không ăn chiều là khắp thế giới. Có nhiều nhiều thầy ở trên đó kêu trời, Đức An mới có nay mấy tuổi rồi? Mới có 9-10 tuổi mà không ăn chiều. Còn mình đây mà mình có ăn chiều kỳ quá cho nên biểu pháp. Bữa nay hai chú tiểu coi như 9-10 tuổi là bắt chước không ăn chiều. Mà anh này anh mập quá trời rồi, nhiêu đây mà 42kg, mà bữa nay xuống ký rồi, không ăn chiều xuống ký rồi. Rồi hôm bữa nói ổng là bây giờ ổng cạo bớt tóc đi. Nó kêu phải cạo phải 2 phân chứ cạo chọc quá còn đi học không được. Thế cái ông đi học còn cạo chọc có sao đâu. Bữa nay cạo rồi, nay cạo còn 1 phân à. Những đứa nhỏ như vậy nè, dễ chớm vào một thời gian sau. Chiều không ăn á ngăn, cái đầu nó rất sáng, cái đầu nó rất tỉnh, nó học, không đứa nào học lại đâu. Bụng rỗng tâm sáng mà, ngày hứa vấn ngày nói mà. Đó. Mà nói về cái pháp không ăn chiều á, là thực sự nói là thầy Long là thầy biểu pháp. Có nhiều lúc mà giác nhàn coi như là thấy thầy ốm mà gần như là ép thầy mà ông chạy đồ này, ông chạy đồ kia, ông không ăn là không ăn. Rồi cuối cùng mình ngộ ra rồi bắt đầu mình kéo cả đại chúng luôn, chính ra thầy là biểu pháp. À, các cụ ha. Cái bụng mình nó yếu yếu mà nó xót xót cái ngang. Thực sự cái đó nó chưa quen cái cảm giác thôi. Uống miếng nước ấm vô hít thở cái nó hết. Để cái bụng nó im như vậy mình ngủ đêm đến sáng rất khỏe. Mà lúc trước thường chúng tôi dùng nhẹ đó, thì thể nào cách nào cũng phải đi tiểu 1 lần hoặc 2 lần. Thường cái gì đi vệ sinh đi toilet rồi thì thường bắt đầu 5-70 tuổi, 5-60 tuổi, bắt đầu tuổi 50 lên rồi là bắt đầu ru lại giấc ngủ nó khó, mất giấc ngủ. Giấc ngủ vô không được nữa, cho nên mình ra mất sức. Còn không ăn chiều hoặc uống nước ít lại, hoặc uống bột, hoặc giả có khi nào mình ngưng được á, thì không bao giờ đi toilet ban đêm, ngủ một giấc đến sáng luôn. Thì sức khỏe nó có ngay. Tuy rằng ngủ ít mà vẫn tỉnh. Thường bắt đầu chúng tôi hơn 2 tháng nay rồi đó, cái giờ bình minh là khoảng 2 giờ hoặc 2 giờ kém. Tự nhiên tỉnh nằm niệm Phật, thích gì mà thích, thích quá chừng luôn. Vậy mà uống miếng bột nhiều nhiều hoặc là ăn cái gì sơ sơ vô một cái là ngủ mê đến 3 giờ mấy dậy mà dậy còn lừ đừ. Là phải đi tiểu nữa, cho nên thành ra cái buổi tối là phải để cho nó nghỉ ngơi toàn bộ cơ thể của mình, từ cái bao tử của mình cho đến đường ruột của mình, tất tần tật phải để nghỉ ngơi. Những đứa trẻ này mà nhịn ăn được buổi chiều rồi nó học rất giỏi. Con của cô Vân Hải ở Hà Nội á, mắc cười anh nhỏ này cũng lớn hơn 13-14 tuổi vậy đó. Anh thấy hôm bữa giác nhàn đưa cái lon bột vô, nói má con nghe thầy nhàn giảng không ăn chiều hay quá, mày gọi thầy nhàn lấy cái lon bột của thầy nhàn á để cho con mới uống, chứ còn lon bột khác không ngon bằng lon bột thầy nhàn đâu, con chấp nhận nhịn chiều mày phải uống lon bột của thầy nhàn á. Cái bà ra chợ mà mua một bớ lon bột về, 2-3 lon về mà mới kiểu đó bột cái thầy nhàn, mà nói láo với mày đó bột thầy nhàn, nó uống đi. Khi anh lấy pha ra kiểu công nhận bột thầy nhàn ngon thiệt. Bây giờ phải lừa vậy chứ đâu có xin thầy nhàn được đâu. Rồi cuối cùng gì mà kiểu đó bột thầy nhàn đó, thầy nhàn mới gửi ra đó. Thì cuối cùng cái anh lấy anh kêu uống ngon thiệt, nhưng mà anh kêu từ từ phải dứt bột luôn mới được. Anh kêu đói quá chịu không nói. Cái pháp này nếu mà mình hành được, mình cho những người khác họ hành theo, cho họ một cái phúc báu, cho họ một cái tuổi thọ, mình cho họ một cái gọi rằng là cái không bệnh tật, đặc biệt lắm á. Đó. Đó. Rồi thôi cảm ơn hai biểu pháp, hai chú nha. Ừ, lớn lên đi tu đi, ở nhà khổ lắm, có vợ khổ chết luôn á. Nha, mai xuống đi. À, một cái đĩa này thực sự sẽ có tác dụng rất lớn đến toàn thế giới. Cho nên hôm nay mua cái máy này mà đến 120 mấy triệu 4K đang quay đây nè. Bây giờ thường là họ gọi rằng là 1080 HD thôi, nhưng mà lên 4K mà cái máy này là phải nói là đài truyền hình, cái công của cô Bích. VTV1 chào buổi sáng, cũng mang từ về đó vô với em của cổ nữa và với lại là mấy anh vô kỹ thuật anh làm, cho nên hôm nay cái đĩa của mình nhìn vô là thôi chứ người xấu mình cũng thành đẹp. Nông nanh ấy. Long lanh đẹp. Cho nên chúng tôi là thích điện ảnh và có thể đầu tư vô trong này.
mua một cái máy dựng phim 100 mấy chục triệu mà khiến sao tự nhiên cô đó cô cúng dường. Cho nên hôm nay máy móc dựng là coi như là bài bản chuyên nghiệp giống như là Bribanai luôn. À, để cho mọi người họ xem âm thanh rõ mồn một giống như quý vị đang ngồi nghe như vậy, mà hay hơn nữa hình ảnh mọi thứ để cúng dường cho mọi người. Cho nên thành ra mình truyền tải cái Phật pháp, những cái lời văn sao như thầy Minh mà đọc đó, người ta nghe người ta thích lắm, nhất là trong đêm khuya người ta ở bên nước ngoài nhớ về quê hương á nha, mà họ nghe những cái đoạn này là thôi tuyệt, đúng không? Đó, nãy giờ quý vị ngồi thấy thoải mái không? 2 tiếng đồng hồ ngồi coi như là rất an vui. Cái từ trường của nó là một loại từ trường coi như là Phật pháp thanh tịnh mà, chứ nãy giờ mà ngồi cãi lộn thì ngồi nổi được 2 tiếng đâu. Từ trường nó khác ngay, đúng không? Đấy. Cho nên thành ra là trên chùa mình mấy hôm nay người ta thèm khát mà tha thiết để về ngày Chủ nhật mà đâu có được đâu. Họ nói là phải nói là tha thiết muốn về luôn mà đóng cửa đâu có được đâu. Chỉ nghe lại băng đĩa cho đâu có cái không khí mà ngồi được như vậy đâu. Thì thôi hôm nay cái duyên được như vậy. Bây giờ ăn được món ăn tinh thần Phật pháp rồi phóng sanh xong được ăn món ăn vật chất nữa ha. Cơm chay nữa ha. Có cái việc này khoen chút xíu. Hôm bữa có một cái cô Phật tử đó, cổ nghe pháp xong rồi cổ thích quá, xong rồi cổ lấy vàng 24 carat 4 số 9 á, cổ làm thành cái hoa sen bằng vàng, rồi cổ đặt vào trong cái khung gỗ, cổ làm đẹp, mà cái hộp đỏ bên ngoài đẹp lắm, cái hộp đỏ để dưới kia rồi, cổ không mang lên, cổ trân trọng, cổ cúng dường, mở ra thấy cái hoa sen bằng vàng, giật mình, đẹp lắm, cái nói trong bụng kêu thôi bán ra xây nhà dưỡng lão. Nhưng mà quý quá, quý là cái tâm cổ làm cho nên thôi để kỷ niệm chứ không lấy bán. Mà cái bông sen bằng vàng mà vàng thiệt 24 carat á, nó ghi trong này 24 carat nè, mà có không biết cái nghệ nhân nào mà nó làm đẹp quá chừng luôn. Họ kêu họ quý cái bông sen là do họ nghe được cái địa giảng về Vu Lan đó, nói về ý nghĩa hoa sen á, cho nên cổ lấy vàng á, cổ đưa cho người ta làm thành một cái bông sen có cái lá luôn, thấy không? À, quý vị ngồi xa không thấy chứ mà vô phim này nó rõ, mà nó làm cái khung gỗ bên ngoài nó đẹp. Cô kêu con không có cúng dường cho thầy cái gì vậy, cúng dường tiền thầy xài cũng hết, thầy cúng dường vàng này thầy xài nó không có hết, con có xài đâu, đâu có lấy vàng để bán đâu, thầy để trong phòng á. Mà cái tâm của cổ nó cung kính, mà thực ra con này không có giàu, con không có giàu, còn mình giàu lấy vàng cất hết trơn à, không làm từ thiện cũng không biết làm gì hết trơn, đúng không? Thành nghèo mất trơn, thành nghèo mất rồi. Có cái này khoe nhưng mà mang cất kỹ chứ sợ cậy cửa nữa. Rồi, thôi giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.